Trâm cứ nghe được. Nam Mô Bích Thầy nhé. Hôm nay Chủ nhật, đây là chương trình Phật Pháp với Đức Thầm á, trên Pau Talk, mỗi ngày 2 giờ, giờ mùa hè, Việt Nam, từ 8 đến 10 giờ tối, Houston, 8 đến 10 giờ sáng, New York, 9 đến 11 giờ sáng, Cali, 6 đến 8 giờ sáng, Paris, 3 đến 5 giờ chiều, Sydney, 11 giờ tối đến 1 giờ sáng. Con Lan Nhà Nguyệt thành kính đảnh lễ chư Tôn Đức và thân chào tất cả quý đại hữu. Hôm nay Chủ nhật, ngày 7 tháng 6 năm 2020, Phật lịch 2564. Đề tài hôm nay, giáo trình Trung Bộ Kinh, Majjhima Nikaya, Hòa Thượng Thích Minh Châu dịch Việt, bài 145, Kinh Giáo Giới Phú Lâu Na, Bunnowada Sutta, phân đoạn 1181-1183, sẽ do Thượng Tòa Giác Đẳng giảng giải. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tâm nghiệp đảnh lễ Tam Bảo. Chúng con xin kính thỉnh Thượng Tọa Minh Hạnh đọc kinh để Tam Bảo. Nam Mô Bích Thầy. Nhất tâm định lễ Đức Như Lai, bậc ứng cúng, chánh biến tri, minh hạnh túc, thiện thể. Thế gian giải vô thượng điều ngữ, thiên nhân sư, Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết, thiết thực hiện tiền, vượt ngoài thời gian, đến để chứng nghiệm, hiểu năng hướng thượng, trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn, bậc diệu hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh, gồm bốn đôi tám vị, đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ, là phước điện vô thượng trong đời. Nguyện cầu quý Đức Phật Bảo, nguyện cầu quý Đức Pháp Bảo, nguyện cầu quý Đức Tăng Bảo, xin Tam Bảo gia hộ, ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thái đều mau tan biến. Nguyện mỗi loài chúng sanh, người khổ hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hỗ trì giới hạnh, biết lạc trú trong thiền. Chư thiên đã vân tập xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh. Nam Mô Bích Thầy Giả Sa Thứ Lành Thầy, chúng con kính tri ân Thượng Tọa Minh Hạnh. Kính bạch chư Tôn Đức, kính thưa đạo chúng, kính thưa đại chúng. Bài học hôm nay, giáo trình Trung Bộ Kinh, Majjhima Nikaya, Hòa Thượng Thích Minh Châu dịch Việt, bài 145, Kinh Giáo Giới Phú Lâu Na, do Thượng Tọa Giác Đẳng giảng giải. Chúng con cung thỉnh Thượng Tọa Tuệ Siêu Từ Bi dẫn nhập bài học. Nam Mô Bích Thầy nhé. Nam Mô Bích Thầy. Kính lễ Đức Phật, kính lễ Giáo Pháp, kính lễ chúng thỉnh văn đệ tử Phật. Kính chào Thượng Tọa Giác Đẳng cùng chư Tôn Đức. Thân chào tất cả quý tu nữ Phật tử. Kính thưa quý vị, lẽ ra hôm nay ngày thứ bảy, ngày của Thượng Tọa Tân. Nhưng mà được biết Thượng Tọa Tân đi xa Quy Nhơn nên không có thuyết giảng được. Chúng tôi thì chúng tôi nhầm rồi. Ngày hôm qua là thứ bảy, bên này chương dịch. Hôm nay chương dịch thì lẽ ra cái ngày của chúng tôi nhưng mà hôm nay chúng tôi đi giải Cần Thơ.
suốt từ 1 giờ cho đến 5 giờ chiều chúng tôi mới trở về. Chúng tôi rất là mệt. Thế cho nên chúng tôi xin đổi với Thượng Tọa Giác Đẳng. Thỉnh Thượng Tọa thuyết hôm nay, chúng tôi thuyết ngày mai. Kính thưa quý vị, ở bên truyền thống của Nam Tông cũng như Bắc Tông, không ai là không biết Ngài Phu Lưu Đa, nhất là bên Bắc Tông, thường gọi cái việc đi vào Pháp là tinh thần Phu Lưu Đa. Nơi nào cần thì Pháp Sư có, nơi nào khó thì cũng có Pháp Sư đến. Ngài Phú Lưu Đăng tức là Ngài Vinh Đăng, một vị có đầy đủ cái sự khâm nhận và nghiêm tịnh. Chính vì vậy cho nên Ngài đã thành công trong cái việc quảng pháp ở tại xứ Sunaparanta. Hôm nay chúng ta sẽ học cái bài kinh đó. Và bây giờ thì xin mời Phật tử MC đọc cho chánh kinh. Sau đó chúng ta sẽ cung thỉnh Thượng Tọa Giác Đẳng thuyết giảng bài học này. Lẽ ra thì hôm qua Thượng Tọa đã giảng rồi, điền khuyết cho Thượng Tọa Hợp Tân. Nhưng mà hôm nay chúng tôi lại mệt cho nên phải quán đổi nữa. Thành ra Thượng Tọa phải thuyết giảng 2 ngày liên tục. Xin Thượng Tọa quan hỷ thông cảm. Bây giờ thì xin mời Phật tử MC Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Sa Thú Lành Thầy. Chúng con kính tri ân Thượng Tọa Tự Siêu đã dẫn nhập cho bài học hôm nay. Bây giờ thì con xin được đọc phần chánh kinh. Bài học hôm nay kinh Trung Bộ, bài 145, kinh Giáo Giới Phú Lâu Na, Punova Dasutta, phân đoạn 1181 đến 1183. Tôn giả Vinh Á, nguyên là một thương buôn đến từ Sunaparanta, một vùng châu thổ của sông Irrawaddy River, gần Bagan, Miến Điện, ngày nay. Đến Sawatthi, buôn bán không lâu, Vinh Á phát tâm xuất gia theo Phật. Có lẽ tự biết sức khỏe có hạn, nên quyết định trở về cố hương và đã thỉnh cầu Đức Phật dạy về pháp hành để tự mình tu tập. Đức Phật cũng lưu ý về sự bảo thủ cực đoan của những dân Sunaparanta có thể là trở ngại cho sự tu tập của Vinh Á. Những gì tôn giả Vinh Á trả lời trở thành câu chuyện truyền đời về cái nhìn như lý tác ý. Phân đoạn 1181. Lời cầu pháp của một người cầu tu học. Lời cầu pháp của một người cầu tu cầu học. Tự biết bán thế xuất gia và tuổi đã lớn, tôn giả Vinh Á khẩn khoản thỉnh cầu bậc đạo sư chỉ dẫn về pháp hành. Như vậy tôi nghe, một thời Thế Tôn trú ở Sawatthi, Chetawana, tại tịnh xá ông Anathapindika, rồi tôn giả Vinh Á, tức là Phú Lâu Na, vào buổi chiều từ thiền tịnh độc cư đứng dậy, đi đến Thế Tôn. Sau khi đến,
đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, Tôn giả Vinh á, bạch Thế Tôn. Bạch Thế Tôn, tốt lành thay, nếu Thế Tôn giáo giới với lời giáo giới vắn tắt cho con, để con có thể sau khi nghe Thế Tôn sống một mình, nhàn tịnh, không phóng dật, nhiệt tâm, tinh cần. Vậy này Vinh á, hãy nghe và suy nghiệm kỹ, ta sẽ giảng. Thưa vâng, bạch Thế Tôn. Tôn giả Vinh á, vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn nói như sau: Này Vinh á, có những sắc do mắt nhận thức, khả ái, khả hỷ, khả lạc, khả ý, liên hệ đến dục, hấp dẫn. Nếu tỷ kheo quan hỷ tán thưởng, chấp thủ và an trú trong ấy, thời do quan hỷ tán thưởng, chấp thủ và an trú, dục hỷ sanh. Và này Vinh á, ta nói rằng, từ sự tập khởi của dục hỷ là sự tập khởi của khổ. Này Vinh á, có những tiếng do tai nhận thức, có những hương do mũi nhận thức, có những vị do lưỡi nhận thức, có những cảm xúc do thân nhận thức, có những pháp do ý nhận thức, khả ái, khả hỷ, khả lạc, khả ý, liên hệ đến dục, hấp dẫn. Nếu tỷ kheo quan hỷ, tán thưởng, chấp thủ và an trú trong ấy, thời do quan hỷ, tán thưởng, chấp thủ và an trú tham đắm, dục hỷ sanh. Và này Bun á, ta nói rằng, từ sự tập khởi của dục hỷ là sự tập khởi khổ. Này Bun á, có những sắc do mắt nhận thức, khả ái, khả lạc, khả hỷ, khả ý, liên hệ đến dục, hấp dẫn. Nếu tỷ kheo không quan hỷ, không tán thưởng, không chấp thủ và an trú, thời dục hỷ diệt. Này Bun á, ta nói rằng, từ sự diệt tận dục hỷ là sự diệt tận đau khổ. Này Bun á, có những tiếng do tai nhận thức, có những hương do mũi nhận thức, có những vị do lưỡi nhận thức, có những cảm xúc do thân nhận thức, có những pháp do ý nhận thức, khả ái, khả hỷ, khả lạc, khả ý, liên hệ đến dục, hấp dẫn. Nếu tỷ kheo không quan hỷ, không tán thưởng, không chấp thủ và an trú, thời dục hỷ diệt. Này Vinh á, ta nói rằng, từ sự diệt tận dục hỷ là sự diệt tận đau khổ. 1182. Vấn đề đôi khi không phải là ở cái gì được thấy, mà ở góc nhìn. Đức Phật sau khi hướng dẫn pháp tu đã nêu lên những câu hỏi về trú xứ. Tôn giả Vinh á đã trả lời bằng cái nhìn của chánh tư niệm. Này Vinh á, ông sẽ sống ở quốc độ nào? Nay ông đã được ta giáo giới với lời giáo giới vắn tắt. Bạch Thế Tôn, nay con đã được Thế Tôn giáo giới với lời giáo giới vắn tắt. Có một quốc độ tên là Sunaparanta, tức là Tây Phương Yuna quốc. Con sẽ sống tại đấy. Này Bunna, người nước Sunaparanta là hung bạo. Này Bunna, người nước Sunaparanta là thô ác. Này Bunna, nếu người nước Sunaparanta mắng nhiếc ông, nhục mạ ông, thời này Bunna, tại đấy, ông sẽ như thế nào? Bạch Thế Tôn, nếu người nước Sunaparanta mắng nhiếc con, nhục mạ con, thời tại đấy con sẽ nghĩ như sao? Thật là hiền thiện, người nước Sunaparanta này, thật là chí thiện, người nước Sunaparanta này, vì rằng họ không lấy tay đánh đập ta. Bạch Thế Tôn, tại đây con sẽ nghĩ như vậy. Bạch Thiện Thệ, tại đây con sẽ nghĩ như vậy. Nhưng này Bun á, nếu các người nước Sunaparanta lấy tay đánh đập ông, thời này Bun á, tại đấy ông sẽ nghĩ như thế nào? Bạch Thế Tôn, nếu các người nước Sunaparanta lấy tay đánh đập con, thời tại đấy con sẽ nghĩ như sao? Thật là thiện, người nước Sunaparanta này. Thật là chí thiện, người nước Sunaparanta này. Vì rằng họ không lấy các cục đất ném đánh ta. Bạch Thế Tôn, tại đấy con sẽ nghĩ như vậy. Bạch Thiện Thệ, tại đấy con sẽ nghĩ như vậy. Nhưng này Bun á, nếu các người nước Sunaparanta lấy các cục đất ném đánh ông, thời này Bun á, tại đấy ông sẽ nghĩ thế nào? Bạch Thế Tôn, nếu các người nước Sunaparanta lấy cục đất đánh ném con, thời tại đấy con sẽ nghĩ như sao? Thật là hiền thiện, các người nước Sunaparanta. Thật là chí thiện, các người nước Sunaparanta. Vì rằng họ không lấy gậy đánh đập ta. Bạch Thế Tôn, tại đấy con sẽ nghĩ như vậy. Bạch Thiện Thệ, tại đấy con sẽ nghĩ như vậy. Nhưng này Bun á, nếu các người nước Sunaparanta
lấy gậy đánh đập ông. Thời này Bôn á, tại đấy ông nghĩ thế nào? Bạch Thế Tôn, nếu các người nước Số Na Bất Ranh ta lấy gậy đánh đập con, thời tại đấy con sẽ nghĩ như sao? Thật là hiền thiện các người nước Số Na Bất Ranh ta, thật là chí thiện các người nước Số Na Bất Ranh ta, vì rằng họ không lấy dao đánh đập ta. Bạch Thế Tôn, tại đấy con sẽ nghĩ như vậy. Bạch Thiện Thệ, tại đấy con sẽ nghĩ như vậy. Nhưng này Buna, nếu các người nước Số Na Bất Ranh ta lấy dao đánh đập ông, thời này Buna, tại đấy ông nghĩ thế nào? Bạch Thế Tôn, nếu các người nước Số Na Bất Ranh ta lấy dao đánh đập con, thời tại đấy con sẽ nghĩ như sao? Thật là hiền thiện các người nước Số Na Bất Ranh ta, thật là chí thiện các người nước Số Na Bất Ranh ta, vì rằng họ không lấy dao sắc bén đoạt hại mạng ta. Bạch Thế Tôn, tại đấy con sẽ nghĩ như vậy. Bạch Thiện Thệ, tại đấy con sẽ nghĩ như vậy. Nhưng này Bôn á, nếu các người nước Số Na Bất Ranh ta lấy dao sắc bén đoạt hại mạng ông, thời này Bôn á, tại đấy ông nghĩ thế nào? Bạch Thế Tôn, nếu các người nước Số Na Bất Ranh ta sẽ lấy dao sắc bén đoạt hại mạng con, thời tại đấy con sẽ nghĩ như sao? Có những đệ tử của Thế Tôn u phiền và nhàm chán thân thể và sinh mạng, đi tìm con dao để tự sát. Nay ta khỏi cần đi tìm đã được con dao ấy. Bạch Thế Tôn, tại đấy con sẽ nghĩ như vậy. Bạch Thiện Thệ, tại đấy con sẽ vậy. Lành thai, này Buna, này Buna, ông có thể sống trong nước Số Na Bất Ranh ta khi ông có được đầy đủ sự nhiếp phục và an tịnh này. Này Buna, ông nay hãy làm những gì ông nghĩ là hợp thời. 1183. Là tân tỳ kheo nhưng có hành trạng của một trưởng tử Như Lai. Mặc dù tu chưa lâu, nhưng tôn giả Buna á, thể hiện đầy đủ những điểm đáng kính trọng sự học pháp. Mặc dù chưa tu chưa bao lâu, nhưng tôn giả Buna á, thể hiện đầy đủ những điểm đáng kính trong sự học pháp, hành pháp, chứng pháp và hoằng pháp. Rồi tôn giả Buna á, sau khi hoan hỷ tín thọ lời Thế Tôn dạy, từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ Thế Tôn, thân hữu, hướng về Ngài, dọn dẹp sàn tọa, lấy y bát, rồi ra đi, đi đến nước Số Na Bất Ranh ta. Tiếp tục du hành, tôn giả Buna á, đi đến nước Số Na Bất Ranh ta. Tại đây, tôn giả Buna á, sống trong nước Số Na Bất Ranh ta. Rồi tôn giả Buna á, nổi trong mùa an cư, mùa mưa ấy, nhiếp được khoảng 500 nam cư sĩ. Cũng trong mùa an cư, mùa mưa ấy, nhiếp độ khoảng 500 nữ cư sĩ. Cũng trong mùa an cư, mùa mưa ấy, chứng được tam minh. Sau một thời gian, tôn giả Bun á, mệnh chung. Rồi một số đông tỳ kheo đi đến Thế Tôn. Sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn, rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, các tỳ kheo ấy bạch Thế Tôn. Bạch Thế Tôn, thiện nam tử Bun á ấy, sau khi được Thế Tôn giáo giới với bài giáo giới vắn tắt, đã mệnh chung. Sanh thú của vị ấy là gì? Đời sau của vị ấy là thế nào? Này các tỳ kheo, thiện nam tử Bun á là bậc hiền trí. Vị ấy thực hành pháp và tùy pháp. Vị ấy không phiền nhiễu ta với những câu hỏi về pháp. Này các tỳ kheo, thiện nam tử Bun á đã nhập Niết Bàn. Thế Tôn thuyết giảng như vậy, các tỳ kheo ấy hoan hỷ tín thọ lời Thế Tôn dạy. Chánh văn đến đây là chấm dứt. Chúng con cung thỉnh Thượng Tọa Chắc Đẳng từ bi thuyết giảng bài học hôm nay. Nam mô Bụt Thầy. Nam mô Bụt Thầy. Kính đảnh lễ Thượng Tọa Thích Siêu, đảnh lễ chư Tôn Đức Thượng Giáo, Thượng Tọa Quý Phật Tử. Thưa quý vị, thời gian này là thời gian trước sau ngày rằm tháng tư năm nay, chúng ta có hai tháng tư nhuận. Thật ra thì hôm nay ở chùa Pháp Luân cũng có lễ Phật đản, lễ Vê Sắc, nhưng mà vì chư tăng ở Việt Nam thì đi xa nhiều các ngày cũng mệt, do đó chúng tôi đi khuyết không từ sự pháp tân hôm qua và hôm nay quý vị thấy chúng tôi dẫn đỡ, bởi vì hôm nay chúng tôi cũng quán chuyện cho chúng ta cũng siêu tinh độ cũng rất là vất vả. Thưa quý vị, câu chuyện về tôn giả Bun á hay là Phú Lô Na là một trong những câu chuyện rất là quen thuộc
đối với nền văn hóa Phật giáo, và kể cả Bắc truyền cũng như Nam truyền, cũng giống như câu chuyện của Ngài Vô Não, Ngài Bá Lá, mà rất là quen thuộc ở trong văn học kinh kệ của Ấn Độ vậy. Tại vì câu chuyện thật sự nó có mang nhiều cái tính. Tôi giáo Vô Ná là một vị thương buôn, một thương gia ngày xưa người ta buôn bán cái gì, một cách mà họ làm, họ làm cho rất có tiền, tức là làm cuộc hành trình xa, đem một cái thổ sản từ vùng đất này sang vùng đất khác để buôn bán, và đôi khi có những món lợi nhuận rất là có lời. Tại vì thời đó cái sự phân phối hàng hóa rất là khó khăn, vì di chuyển, vì cướp bóc, luật pháp không được tốt. Và chúng ta nhớ rằng Xá Vệ thời đó, đó là một cái trung tâm giao thương thời xưa tại Ấn Độ. Cái chữ Xá Vệ là Sawatthi, nó từ hai cái chữ ghép lại là Sapa và Athi. Sapathi nhập lời Sawatthi, thì Sawatthi, Sapathi là cái gì cũng có. Đây là cái gì cũng có, tại vì đó là một bình nguyên khí hậu ôn hòa và một trục lộ giao thông quan trọng giữa Đông và Tây. Thương gia Vô Ná cũng đến nơi này để buôn bán, và ở đó đã được diện kiến Đức Phật, nghe pháp, phát tâm xuất gia, trở thành một tỳ kheo. Có vẻ như là vị này nhận thấy rằng mình không có nhiều thời giờ để học một cách rộng rãi về kinh điển, và vị này muốn được dành thời giờ tập chú vào việc thực hành. Và có lẽ vẻ như là vị thương gia này là một người lớn tuổi, có kinh nghiệm đời và có thái độ rất là chững chạc của một người trưởng thành, một người có cái bản lãnh gì đó đây. Thì thứ vì vị này đã thỉnh cầu Đức Thế Tôn để giảng dạy, hướng dẫn pháp hành một cách rất là vắn tắt. Và ở đây đó thì Đức Thế Tôn Ngài đã giảng giải về cái cách mà một vị hành giả có thể quán niệm hay là quán chiếu sáu giác quan, và cái sự hoạt dụng của sáu giác quan một cách theo tứ niệm xứ. Thưa quý vị, cuộc sống của chúng ta đó, chúng ta có nhiều cách để nhìn vào cuộc sống. Chúng ta nhìn vào năm quẩn cũng là cuộc sống, nhìn vào sáu giác quan cũng là một cách nhìn toàn diện cuộc sống, hay là chúng ta nhìn vào thân thọ tâm pháp cũng là nhìn vào toàn bộ cuộc sống. Nhưng mà riêng về sáu giác quan là mắt thấy, tai nghe, mũi ngửi, lưỡi nếm, thân xúc chạm, ý suy nghĩ, thì nó lại là một cái cửa ngõ. Nó là những cái nó cũng là có những cái trục lộ để tạo nên, để đem cái cảnh vào trung tâm, để thế giới nội giới và ngoại giới tiếp xúc lẫn nhau. Nhưng mà đằng sau đó tất cả đó, đó là cái nhận thức, và cái nhận thức mà thường cho chúng ta một cái cảm giác sai lạc, đó là nhận thức sai về cái bản chất thật của cuộc sống. Ngày xưa trong cái ngôn từ của báo chí, người ta có dùng một cái thành ngữ gọi là bàn tay bột nhung, bàn tay sắt bột nhung. Tức là bàn tay đó là bàn tay sắt, tức là một bàn tay rất là độc ác, rất là tàn nhẫn. Nhưng bột nhung đó, nó cho người ta cái cảm giác rất là êm ái. Thì thế giới mà chúng ta sống, thưa quý vị, thật ra thì nó có nhiều cái hiểm nạn. Và cái hiểm nạn này đó, mình phải nhìn qua nhiều cái lớp khác nhau mình mới có thể thấy được, chứ nó không có đơn giản. Ví dụ như ngày hôm nay về cái đại dịch Covid-19
đang lây nhiễm khắp nơi trên thế giới. Và ở trong mấy ngày qua thì con số lây nhiễm đã tăng vọt lên. Thì những nhà khoa học, những chuyên gia về y tế cho chúng ta biết một điều rằng COVID-19 hay là SARS-CoV đó, là một loại virus. Và loại virus này chúng ta rất là khó nhận dạng. Thí dụ như tối hôm qua chúng tôi thức rất là khuya bởi vì có một cái lời than việc của một quý Phật tử về một ngôi chùa ở trong giáo hội ở tại California. Ngôi chùa này chúng tôi hàng năm vẫn thường để lui tới đó, thì tăng ni ngồi giữ khoảng cách với nhau khi là tổ chức lễ Phật đản hôm qua và mang khẩu trang. Trong lúc đó các em mà đến để mà hát những bản nhạc đạo đó thì các em không mang khẩu trang mà đứng rất gần với nhau. Thì các vị than phiền rằng chùa có lẽ vô trách nhiệm và giáo hội cần phải lên tiếng v.v. Nhưng mà thật ra rất là khó, bởi vì mỗi nơi có một cái tổ chức và chúng tôi không có thể nào mà nhất là việc đó đã rồi nữa. Nhưng mà quý vị thấy một điểm như vậy là khi mà chúng ta nhìn vào phương diện lây nhiễm á, thì thứ gì rất là khó tưởng tượng rằng 10 em gia đình Phật tử mặc áo rất là đẹp đứng trước cái lễ đài hát những bản nhạc đạo rất là đẹp, rất là hay, mà ở đó lại tiềm tàng cái hiểm họa. Cái hiểm họa đó là COVID-19. Tại vì sao vậy? Người ta thấy rằng một khi mà mình nói hay là mình tụng kinh hay là mình hô hào, như những người biểu tình đi hô hào chẳng hạn, thì những cái giọt nước li ti mà con mắt chúng ta không thấy được, nó chứa đựng cái nếu chúng ta là người có lây nhiễm COVID-19, nó chứa đựng cái virus COVID-19, nó sẽ bắn rất xa. Mà theo đại học mà MIT thì nó có thể bay tới 10 feet, tức là 3 thước mấy. Khi mà chúng ta hát hay chúng ta nói chuyện lớn đó. Thì như vậy, nhờ vào cái sự hiểu biết xác thực về vấn đề truyền nhiễm, về vấn đề mà chúng ta có thể nhận ra là cái sự lây nhiễm lớn chứ nó không có nhỏ. Thì Đức Phật trong cái nhìn của vật chất bộ đó, Ngài cho chúng ta biết rằng đau khổ, hạnh phúc, nó là từng lớp của cuộc sống. Và đây là mắt, đây là cảnh sắc, đây là nhãn thức. Mắt, cảnh sắc, nhãn thức ấy, nó chỉ là một cái sự gặp gỡ sơ khởi, rồi sau đó thì nó tạo ra thọ, nó tạo ra hỷ tham, thì từ cái hỷ tham đó nó lại tạo ra đau khổ. Và nó có nhiều lớp bọc và nó là một bàn tay bọc, nhưng mà đôi khi chúng ta rất là khó để có thể mường tượng được điều này. Chúng ta luôn luôn là bị lôi kéo, bị chi phối. Chúng tôi lấy một ví dụ là trong thời gian gần đây chúng tôi có gặp một trường hợp là có một người quen đi chùa. Quen đi chùa và kêu đi chùa đó thì có tham dự vào những cái sinh hoạt của chư tăng đi ở tại chùa đó, thì các vị rất là hoan hỷ. Thì sự hoan hỷ coi như là một cái gì rất là bình thường. Nhưng mà rồi vài hôm qua đó thì các vị lại không có được mời để tham dự vào một sinh hoạt, thì đâm ra buồn, từ cái buồn đâm ra bực, mình khổ sở tại sao chuyện như vậy mà không mời, tại sao chuyện đó không nhắc đến, không kêu ra, là từ chỗ đó đâm ra tủi thân, gọi người này người kia than phiền đau khổ và bực. Thì chúng ta thấy một điều như vậy là khi mà mình sinh hoạt với một số người mình cảm thấy vui, đó là một hạnh phúc đó, nó không có vấn đề gì hết, nó rất là bình thường, vô tội vạ thôi, hạnh phúc. Nhưng mà rồi cái hạnh phúc đó nó tạo nên một cái sự kỳ vọng, sự mong mỏi rằng ở trong tương lai mình sẽ được như vậy. Nhưng một khi mình không được như vậy á, thì đâm ra mình nghĩ đúng cái chuyện đó, và nghĩ đúng cái chuyện là tại sao mà việc đó không mời mình, thì đâm ra đau khổ. Chúng ta rất ít khi nhận thức ra cái hiểm họa của thực tế, của những cái sự thật. Bởi vì sao vậy? Một là nó rất là tế nhị, khó thấy.
giống như là Covid-19 đó, không phải dễ dàng chúng ta thấy đâu, mà chúng ta phải dùng cái kính hiển vi, chúng ta phải dùng những cái phương pháp khoa học để cho chúng ta mới thấy được. Và rồi chẳng những khó thấy, chẳng những khó nhận thức, mà chúng ta phải hiểu rất là nhiều phương diện để thì hiểu thế nào là sự lây nhiễm. Vì vậy Đức Phật Ngài không có dạy chúng ta, và trong trường hợp này Ngài đã dạy cho Ngài Buddha, cho tôn giả Buddha, không phải là dễ dàng để một người có thể thấy được cái sự đau khổ nằm đằng sau sự êm ái hạnh phúc. Chúng ta gọi là cái bàn tay sắt bột nhung, và đau khổ là bàn tay sắt bột nhung, tức là nó gây cho chúng ta rất là nhiều cái phiền lụy của cuộc sống mà chúng ta không thấy điều đó. Gặp nhau tụ họp đông đảo, vui cười, ở trong đó nó chứa sẵn cái mầm bóng của cái sự trống trải, của cái sự buồn nản, của cái sự bực bội khi mà chúng ta không được như vậy. Hay hoặc giả là ở trong đời sống chúng ta cái được ở đây là được tiền, được bạc, được danh, được lợi. Một người họ khen chúng ta vui. Nhưng mà rồi trong cái vui khi người ta được khen đó, nó đã tạo nên một cái khả năng là chúng ta sẽ rất khổ khi người khác họ chê mình. Có ai mà hạnh phúc tột độ khi người ta khen mình mà lại có khả năng bình thản khi người ta chê mình? Chuyện đó không có. Hễ mình quen càng sống nhiều với tiền nghi, và một khi mà mình trải qua đời sống thứ tiền nghi rồi, mình rất là khổ lắm. Bởi vì chúng tôi có nghe một vài người tâm sự rằng những người Mỹ mà họ bị thiếu điện, thiếu nước, họ khổ hơn là người Việt Nam mình nhiều. Tại người Việt Nam mình đã trải qua thời kỳ chiến tranh, đã trải qua thời đói khổ, thành ra có cách nào thì mình biết thu gọn sống cách đó, và mình không có cảm thấy nó rất là sợ hãi. Thành ra ở đây khi mà Đức Phật Ngài dạy tôn giả Buddha cái pháp tu là hãy nhìn vào sáu giác quan: mắt thấy, tai nghe, mũi ngửi, lưỡi nếm, thân cảm xúc, ý suy nghĩ. Ở chỗ đó nó tiềm tàng khả năng của đau khổ, và đau khổ nó không đến một cách rõ nét như là người ta lấy lửa chích vào người mình không. Đau khổ đó nó được bọc nhung, nó bị bao bọc bởi một lớp của hỷ tham này. Chúng ta thấy nó ngọt tuyệt diệu. Ngài Buddha Dasa đó là một bậc danh tăng của Thái Lan, Ngài có một cái thí dụ mà chúng tôi rất là thường thích nhắc cái thí dụ đó, bởi vì nó rất là thú vị. Một thí dụ rất là thú vị đó là Ngài nói rằng người ta nuôi chó có hai thứ chó, một con chó phản chủ và một con chó không phản chủ. Con chó phản chủ là lâu lâu nó quay lại nó cắn chủ. Chúng ta nghe rất nhiều câu chuyện hết sức là cảm động về những con chó nó liều chết cứu chủ. Những con chó nó thất lạc cả 50-30 cây số đi tìm với chủ. Nhưng mà thỉnh thoảng cũng có những câu chuyện con chó cắn chủ và thậm chí cắn chết chủ. Và nếu quý vị ở Mỹ thì người ta có những cái tin tức nhanh chóng. Có một bà nuôi một bulldog, không biết vì lý do gì nó quay qua nó cắn bà, và nó cắn đến độ mà bà phải chết đi. Thì Ngài Bức Thức Cô Sáng Ngài nói rằng có hai loại chó, loại chó phản chủ và loại chó không phản chủ. Thì Ngài nói rằng ở trên đời cũng có hai thứ hạnh phúc. Một thứ hạnh phúc không gây khổ cho mình về sau này, nhưng một thứ hạnh phúc nó quay lại nó cắn mình. Hạnh phúc quay lại cắn mình, hạnh phúc quay lại đau khổ. Thì hạnh phúc đau khổ như chúng tôi nói rằng bây giờ ai khen mình một tiếng, hay là mình ăn một món ăn ngon, mình sung sướng, hạnh phúc đến cực điểm. Thì trong hạnh phúc đó chúng ta nên nhớ rằng nó luôn luôn chứa sẵn cái mầm mống của đau khổ. Có thì hạnh phúc, không có thì trống trải. Có thì hạnh phúc, có được như ý thì bực bội. Có nhiều chuyện xảy ra trong cuộc sống lạ lắm thưa quý vị. Người ta nói như vậy là một ông chồng mà ngày nào cho ăn bữa ăn bình thường á, lâu lâu bà vợ nấu ăn bữa ăn ngon á, thì rất là thương vợ. Nhưng mà bà vợ bình thường nấu ăn ngon, mà lâu lâu nấu bữa không ngon á, thì làm cho ông chồng nổi cáo lên.
Dạ, cái tâm của chúng ta rất là kỳ quái. Dạ, cái tâm của chúng ta rất kỳ cục. Kỳ cục ở tại đây đó là cái chuyện mà Trạng Quỳnh mà cho chú Trịnh ăn cơm với rau luộc chấm tương mà thấy ngon á, là vì tại vì chú Trịnh ở trong cung ăn sơn hào hải vị quen rồi. Nhưng mà nếu một người mà thưa vị bình thường mà họ có cuộc sống mà có hạnh phúc, có hạnh phúc, và hạnh phúc đó vẫn tiếp tục, lâu lâu họ đi đâu, họ gặp một cái trận bão, hay là họ gặp một cái cuộc sống mà nó không được như ý rồi, thì thật ra họ khổ, họ rất đau khổ. Cái chuyện đó chúng ta thường thấy ở Mỹ lắm. Do vậy nên chi đối với sáu giác quan thì chúng ta hiểu nó là như là một cái sáu cái cửa đi vào trong cái tâm điểm của cuộc sống. Và sáu cửa này nếu chúng ta chịu khó quan sát thì nó tiêu tàn cái khả năng mang lại đau khổ. Và cái khả năng mang lại đau khổ này chúng ta ít khi nhận ra, và đau khổ nó ngụy trang ở dưới một cái lớp bọc của hỷ tham. Và chúng ta nhớ rằng cái sự việc nó có nhiều lớp, mà chỉ có người có trí và có cái nhìn chiều sâu đủ thì mới thấy xuyên qua những lớp đó. Còn nếu mà chúng ta nhìn hơi hợt bên ngoài thì chúng ta khó có thể thấu triệt, có thể quán triệt được vấn đề, bởi vì chúng ta không có thể thấy nhìn xuyên thấu qua nhiều cái lớp đó. Thì con mắt thấy sắc, tai nghe tiếng, mũi nghe mùi, vân vân, đó chỉ là một lớp thôi. Sau cái lớp đó đó, cái xúc sanh ra thọ, và cái thọ sanh ra hỷ tham đó. Hỷ tham là thọ, và thọ và ái đó, nó sanh ra thủ hữu. Thủ hữu nó sanh ra sanh lão tử. Nó theo duyên lý duyên khởi, nó theo bình thường của đời sống chúng ta là do sáu giác quan tiếp xúc, nên chi nó tạo nên một cái thế giới quan về cuộc sống. À, sống ở Mỹ phải là như vậy, sống đời sống vợ chồng phải là như vậy, sống đời sống của một ngôi chùa phải là như vậy. Tại sao nó phải là như vậy? Tại sao nó đóng khung như vậy? Tại vì đó là cái gì? Giác quan mình nhận thức. Và khi giác quan nhận thức và nó tạo thành một cái khuôn khổ có tất cả cục bộ, có tất cố định rồi, thì cái cục bộ và cố định đó chắc chắn nó sẽ tạo nên sự đau khổ. Chắc chắn đó. Chúng tôi nói đơn giản như vậy. Bây giờ ví dụ như là chúng ta sinh hoạt ở trong room. Ở trong room chúng ta có một cái tiêu chuẩn là chúng ta phải nói chuyện một cách rất là lễ độ, một cách rất là tôn trọng, một cách rất là hòa nhã. Mỗi người mong muốn như vậy và mình an lạc như vậy, chuyện đó mới thấy không có chuyện gì hết. Nhưng mà nếu trong trường hợp mà có một người nói những cái câu mà đầy tới cái mạ lị xúc phạm thì chúng ta sẽ khổ. Bởi vì sao vậy? Chúng ta quen với sự êm ái, một cái gì ôn hòa, cái gì nhẹ nhàng. Khi mà chúng ta gặp một cái cảnh đối ngược lại, chúng ta sẽ phiền nhiều hơn. Thì thưa quý vị, con người của chúng ta luôn luôn bao phủ đời sống này bằng cái gì đẹp nhất. À, một miếng đất bùng lầy chúng ta trồng cỏ lên cho nó đẹp. À, một cái căn nhà mà nó không được đốt, chúng ta đóng gỗ lên tạo thành một cái deck để mình đi lui tới cho nó cảm thấy nó sang trọng lịch sự. Cuộc sống đó, nói cho cùng nó là sự bao phủ, bao phủ. Và cái tốt, cái xấu, cái hay, cái dở, cái vui, cái khổ là nó nằm qua nhiều cái lớp bọc đó. Cũng giống như người ta nói rằng, nói cho cùng cái đẹp á, nó chỉ là một lớp da mỏng thôi. Dạ, mình tưởng tượng con người mình trắng trẻo đẹp đẽ mà ta lột da ra thì thành ra gì? Là máu, là thịt, là mỡ, chẳng có gì đẹp đẽ hết. Nhưng mà nhờ cái lớp da rất mỏng nó bao chung quanh mình thấy rất là đẹp. Thì ở đây chúng ta hiểu hạnh phúc cũng tương tự như vậy, đau khổ cũng tương tự như vậy. Nó là từng lớp này qua lớp khác. Và vì vậy đó, trong cái sự giáo giới của Đức Phật dành cho tôn giả Puruna, một cái thông điệp sớm tóm tắt là hãy nhìn cuộc sống xuyên suốt qua nhiều cái lớp phủ, lớp bao phủ. Cảnh sắc đó đẹp rồi,
con mắt ưa thích cảnh đẹp là một chuyện lẽ, rồi mắt cảnh sắc gặp nhau sanh ra hỷ tham lộc lẽ. Nhưng đằng sau hỷ tham là cái gì? Là sự đau khổ, là sự thất vọng, là thế này thế kia. Cái đó là cái mà Đức Phật đã khuyên chúng ta phải tỉnh táo để nhận thức. Thì thưa quý vị, với cái pháp thoại này của Đức Thế Tôn tuy rất ngắn, nhưng mà Tôn giả Bùn Ná đó muốn chỉ là một người có thức duyên, có tuệ căn, có lòng thành của sự tu tập, và sẵn sàng đem những lời dạy đó áp dụng vào trong đời sống. Tôn giả lãnh hội rất nhanh và đã đảnh lễ Đức Thế Tôn đi trở về lại quê hương của mình. Ngày xưa, trước đây, khi mà từ Sunaparanta đến Xá Vệ để buôn bán, thì mang theo là hàng hóa, buôn bán xong được vàng bạc châu báu, vàng bạc châu báu xong, lẽ ra mang tiền bạc nó trở về của hương, thì Tôn giả đã bỏ tất cả để xuất gia và trở về lại quê hương của mình bằng duy nhất với cái y và bát, một tấm lòng và kể cả cái tri kiến, và tri kiến mà hiểu đạo những gì Đức Thế Tôn đã khai thị. Bây giờ thì chúng ta tạm ngưng ngang ở nơi đi một chút của bài kinh để chúng ta nói về về một cái vùng đất tên là Sunaparanta. Thì thứ vì ở trong này có dịch có dịch ra một cái chữ Sunaparanta đó, dịch là Tây Phương Yunawak, và Tây Phương Yunawak thì một số các vị giải chữ Tây Phương Yunawak ở đây tức là Maharashtra, tại vì Ấn Độ thứ vị cái châu thổ sông Hằng nó nằm ở vịnh West Bengal, là phía bên đông. Nói thẳng ra là cái châu thổ sông Hằng nó nghiêng về phía đông của Ấn Độ, và như vậy họ nghĩ rằng cái chữ Sunaparanta là tức là xứ Suna ở phương tây đó, là nó phải nằm ở Maharashtra. Dạ, tại có nhiều người họ nói Sunaparanta là Maharashtra. Đó là cách mà người ta dịch, người ta lấy theo ngữ nghĩa. Nhưng mà cái gì mà gọi là Tây, nó không hẳn nằm ở phương Tây đâu. Ví dụ như ở Việt Nam mình nói Tây Hồ, Hồ Tây chẳng hạn, Hồ Tây hay Tây Hồ ở bên Hàng Châu Trung Quốc, thì Tây Hồ nó không nằm ở phía đông của Trung Quốc, chứ không phải Tây Hồ nó nằm ở trong cao nguyên Thanh Hải, ví dụ như vậy. Thì thưa quý vị, ở trong nhiều cái bản sớ giải đáng tin cậy, và chúng ta cũng biết dòng về lịch sử Phật giáo đó, thì Sunaparanta này nó là một một cái vùng đất mà ngày nay nó nằm ở trong cái xứ mà chúng ta gọi là Miến Điện. Nó thật ra đó là nó bao trùm một phần của miền Trung của cái dòng sông mà chúng ta được biết là nó chảy dài từ từ bắc xuống nam của Miến Điện, đó là dòng sông Irrawaddy. Thì cái này nó thuộc về trung phần của Irrawaddy, tức là nằm ở giữa, ở trên, nằm ở trên Mandalay một chút. Và có cái vùng đất, có cái cố đô ngày xưa chúng ta gọi là Pagan. Bên cạnh cái những cái chứng cứ về sử liệu thì nó lại có thêm một điều nữa là về cái dân tộc tính. Về dân tộc tính ở đây đó, thì chúng tôi phải thưa rằng ở trong những dân tộc Đông Nam Á đó, thì chúng tôi phải nói rằng người Miến là một cái dân tộc tương đối là hung dữ, nếu không có Phật pháp họ hung dữ lắm, thưa quý vị. Ở bên Miến Điện cái chuyện rất là thường xảy ra như vậy là ví dụ mình có một người bạn thân người Miến Điện mà người đã thân mình rồi, một khi mà họ binh vực mình thì họ dám đánh lộn người khác để họ binh vực mình. Quý vị thấy người Miến Điện họ cái chuyện mà ngày hôm nay gọi là thượng cẳng tay hạ cẳng chân đó vẫn là chuyện bình thường. Trong lúc đó người Thái Lan, một dân tộc kế bên đó, thì người Thái Lan họ rất là trọng cái, họ trọng cái sự lễ phép, mặc dù không hẳn là dân tộc nào hiền hết, không dừng dữ hết, nhưng mà tương đối là cái sự lễ độ lễ phép đó,
gọi là cách xử bằng cách là ôn hòa thì người Thái Lan họ chỉ ôn hòa hơn nhiều. Quý vị, chúng tôi xin lỗi quý vị là quý vị đừng nói chúng tôi là có cái kỳ thị chủng tộc. Chúng tôi không có kỳ thị chủng tộc. Chúng tôi lấy ví dụ như là chúng tôi sang bên Đại Hàn và Nhật Bản đó, thì chúng tôi thấy rằng không phải là người Đại Hàn tốt hơn Nhật Bản hay Nhật Bản tốt hơn Đại Hàn, nhưng mà ở Nhật Bản chúng tôi chưa bao giờ thấy người ta đánh nhau ngoài đường, nhưng mà ở Đại Hàn người ta đánh lộn là thường lắm. Dạ, nhất là mấy bà mà đánh tài xế taxi hay đánh ngoài lộn ngoài thường, người Đại Hàn thì họ nóng nảy hơn, dạ, nóng nảy hơn người Nhật Bản ở trong cách cư xử. Thì đó là chúng tôi nói chung chung, dĩ nhiên là người Đại Hàn cũng có những cái người ôn hòa vậy, thì người Miến Điện cũng vậy. Và quý vị thấy trong cái thời kỳ quân Việt á, cái người Miến Điện đó, mà thậm chí quân đội Miến Điện á, có thể vào đồ xả súng bắn vô lăng được, mặc dù họ theo Phật giáo. Và người Miến Điện đó, mà nếu quý vị sang bên Miến Điện thời xưa đó, là họ đàn áp các dân tộc thiểu số dữ lắm. Và ngay cái chuyện hiện nay như là người Rohingya đó, người quân Việt Miến Điện cũng thẳng tay nữa, họ rất là thẳng tay. Thì có nhiều người đấy, ngạc nhiên là tại sao một xíu Phật giáo mà dân chúng không được hiền hòa như vậy. Nhưng mà chúng tôi thưa rằng cũng may là có Phật giáo, họ đỡ đó. Nếu không có Phật giáo, người Miến Điện họ giữ lắm. Chúng tôi thấy nhiều trường hợp người Miến Điện họ giữ cái tính chất của họ rất là mạnh bạo, chúng ta gọi là can mạnh, tính chất là hung hăng, bản chất người họ rất là hung hăng. Và khi mà tôn giả Phuna xin Đức Thế Tôn trở về cố hương của mình, thì Đức Thế Tôn ngài có một ngài nói lên, ngài hỏi một câu. Không phải là ngài không biết khả năng, khi Đức Thế Tôn ngài đối diện với một người, ngài thừa biết căn tính người đó, nhưng mà ngài muốn tôn giả Phuna trình bày cái quan điểm của mình. Thì thật ra đem một cái đạo giáo, đem một cái đời sống hoàn toàn xa lạ, mà về lại một nơi mà dân chúng mà tương đối là rất là bảo thủ, như ngày nay mà chúng tôi sống ở bên Mỹ. Ở bên Mỹ người ta có cái vùng gọi là Bible Belt, tức là những cái tiểu bang mà mang đặc điểm là rất bảo thủ về tôn giáo và rất kỳ thị chủng tộc. Và ví dụ như là từ Kansas hay là Alabama, mà là căn cứ của Southern Baptist, thường khi mà chúng tôi đi đến những cái vùng đó, thưa quý vị, rất nhiều khi họ gặp chúng tôi, họ truyền đạo mà một cách rất là, ví dụ họ hỏi rằng ông tu theo ai, bây giờ tu theo Đức Phật, thì họ nói thẳng như đắt nước vào mặt mình, họ nói rằng ông biết một Phật á, thì chết rồi, chết Chúa không có chết, kiểu như vậy. Hay là cái sự kiện gặp họ hỏi tu theo ai, nói tu sĩ Phật giáo, họ nói rằng ông có biết không, ông tu theo Phật giáo không có cứu, tu theo Chúa mới cứu, như vậy. Và họ nói một cách rất là ngang nhiên, rất là tỉnh táo, không cần lý lẽ không gì hết. Giờ họ nói một cách nghĩa là chuyện đó chúng tôi không gặp ở Âu Châu, không gặp ở phía Bắc, mà chúng tôi gặp ở Bible Belt rất là thường. Dạ, rất là thường. Cái vùng đất như vậy nó sản sinh ra những con người như vậy. Những vùng đất này họ đặc biệt là họ rất là bảo thủ về tôn giáo, họ rất kỳ thị người da đen. Và trong chiến tranh Nam Bắc thì người Việt Nam họ rất là bảo thủ, muốn giữ người da đen làm nô lệ. Và phải nói một điều rằng chúng ta rất là thường gặp những người mà họ bày tỏ cái quan điểm về tôn giáo họ. Thì ở tại Sudan Paranta hồi xưa cũng vậy, ở Tây Tạng cũng vậy, thứ gì người Tây Tạng mà đạo Bon đó, cái nền văn minh Đông Ba đó, thì họ cũng dữ dội như vậy. Và nếu mà không có khéo thì không có cảm hóa họ được ở đâu. Và do vậy khi mà Đức Phật hỏi ngài Phuna là nếu mà con đi đến đó mà những người đó họ bôi nhọ, họ không biết, hay là họ bạo hành bằng tay, họ bạo hành bằng gậy gộc, họ bạo hành bằng vũ khí, bằng dao, bằng trường á, thì có làm sao? Dạ, thì có làm sao? Thì ở trong câu này có, ở trong bài kinh này có những cái câu mà chúng tôi không có thích bản dịch ở đây lắm, chúng tôi xin sửa lại. Chúng tôi xin sửa lại vì câu này nó không như ở trong nguyên văn ngày Buôn Lá ngày nói. Ví dụ như Đức Phật hỏi rằng
Nếu người xuống Sudabanda lấy cục đất ném con thì con nghĩ thế nào? Thì ngài Bunda thì trả lời là con nghĩ rằng thật là hiền thiện, người nước Sudabanda thật là trí thiện. Người nước Sudabanda làm sao ta lấy đá mà ném mình nghĩ là hiền thiện hay là trí thiện được? Cái câu dịch đó không có đúng, thưa quý vị, không đúng trong nguyên văn Phạn ngữ. Cái câu trong Phạn ngữ phải dịch rằng nếu mà họ chửi con, họ lấy gạch ném con thì con nghĩ rằng kể ra họ vẫn còn tốt, và phải cái còn rất tốt, và kể còn tốt, còn rất tốt, chứ không nên nói rằng con nghĩ là họ hiền thiện hay là họ trí thiện. Dạ, cái cách dịch này cách dịch này nó cũng kỳ cục lắm. Chúng tôi thưa quý vị rằng hai cái văn phong nó khác nhau hoàn toàn. Khi một vị đệ tử Phật mà nói về một người thiện, một người hiền thiện như một trí thiện, không hiểu như vậy. Không ai nói trong trường hợp mà người ta chửi, người ta đánh mình mà họ là trí thiện được hết. Tại sao gọi là trí thiện? Nhưng mà ngài nói rằng còn họ vẫn còn tốt và còn rất tốt. Là chúng tôi lấy ví dụ là bây giờ sáng hôm nay chúng ta đi gặp một người mà họ gặp họ quậu đeo, họ nói bệnh nhìn hết, họ nhìn mình nó bỏ đi, thì mình có thể nổi sân si. Ồ, mình đâu thiếu nợ họ đâu, mà mình gặp họ xong họ lại để cái mặt lạnh như vậy. Nhưng mà nếu mình nghĩ lại đó, nếu người đó họ đang giận mình, họ đang quan trái với mình, và họ gặp mình họ không nói gì hết, họ chỉ nín thinh, kể ra họ còn tốt đó, kể ra thật ra họ còn tốt, kể ra họ cũng còn tốt. Tại vì nếu mà họ giận mình kiểu đó, họ sẽ đánh mình nữa, nhưng mà họ chưa đánh, họ mới đánh thêm nơi. Hay họ chưa chửi mình mà họ chỉ đánh thêm nơi là họ còn tốt. Chúng tôi phải thấy như vậy. Chúng tôi lấy gì? Chúng tôi là nhà sư. Chúng tôi sống ở trong một cái thành phố. Mà thưa quý vị, ở trong suốt 3-4 năm trời, và một cái ngôi chùa khác ở tại đây, họ lên TV, lên báo chí, họ chửi, họ bôi nhỏ đủ thứ hết. Rồi có những người lại theo những người đó, theo ngôi chùa đó. Họ gặp chúng tôi ở ngoài đường, hay họ gặp chúng tôi ở đâu đó, họ gặp, họ nhìn chúng tôi, họ không chào. Chúng tôi có thể nổi nóng lên. Ồ, sao mấy người đó bất lịch sự như vậy? Nhưng mà tại sao chúng ta không nhìn một phương diện khác, là kể ra họ cũng còn tốt đó. Họ ghét mình, nhưng họ gặp mình, họ không chửi mình, mà họ gặp, họ chỉ nhìn mình rồi họ bỏ đi thôi. Kể ra như vậy họ cũng còn tốt. Quý vị thấy sống ở trong nhà, con người chúng ta có cái tật là đẩy cây. Người ta giận mình á, người ta không nói á, thì mình nói là sao mà làm chuyện gì mà mặt trầm vòng. Nhưng mà nói mình á, thì mình nói rằng sống với nhau á, nếu có chuyện gì giận á thì cũng không nên phải nặng lời như vậy. Nhưng mà người ta không nặng lời mà người ta im lặng á, thì mình lại tách sang mặt trầm vòng như vậy. Cách nào chúng ta cũng phiền được hết. Dạ. Chúng ta hãy nói cách nào cũng phải phiền được hết. Và chúng tôi cũng phải nói với vị như vậy. Ở tại Mỹ, thưa quý vị, chúng tôi có nghe một người mà trước kia họ làm trong xã hội đen đó, họ nói rằng giết người rất là dễ. Thí dụ người ta ghét mình đó, người ta chỉ bỏ vài ngàn mà muốn một sát thủ họ giết mình thôi. Dạ. Ở trong cái xã hội Mỹ đó, nó dễ giết người đó. Không đơn giản. Nếu mà mình có nhiều người họ ghét mình, nhưng mà họ chỉ ghét mình thôi, chứ chưa bỏ vài ngàn đồng để cho nó giết mình, là kể ra họ còn tốt. Nói như vậy thì quá đáng, nhưng mà kể ra còn tốt. Thì nếu chúng ta nhìn cái nhìn ngược lại, dạ, chúng ta nhìn cái nhìn ngược lại là ô, người ta ghét mình, ta giận mình, nhưng mà họ chỉ mới chửi mình thôi, chứ họ chưa đánh mình. Lẽ ra họ cho người đến hành hung mình nữa, thì cái chuyện đó nghĩ họ có còn tốt. Hay là ai giận mình, họ nói gì, mình cũng nghĩ là kể ra họ còn tốt, họ mới cứ im thôi, mặt chầm chầm thôi, chưa chửi với mình. Cái vấn đề ở tại đây là cái góc nhìn của chúng ta. Dạ, góc nhìn chúng ta. Chúng ta hay giận, giận lắm. Và chúng ta hay giận. Ví dụ như là người, cái chuyện bạo loạn xảy ra ở Mỹ, và người ta đi biểu tình. Mấy hôm nay chúng tôi nhận rất nhiều cái phát biểu của người Việt rất là ghét người Mỹ đen, căm phẫn người Mỹ đen. Nhưng mà thưa quý vị, người ta cảm thấy rằng bị kỳ thị, họ đi biểu tình, thậm chí có một thiểu số nào đó họ đập phá, họ bạo loạn các cửa tiệm, nó còn đỡ. Chúng tôi nói quý vị nghe một điểm như vậy là nếu mà người da trắng mà họ bị đàn áp như vậy đó, là họ sẽ vũ trang và họ bắn bừa bãi, còn chết nữa. Cũng may đó,
là họ chỉ mới đập phá các cửa tiệm thôi. Còn nếu mà họ thật sự ở đây, tại vì súng ở đây ai cũng có súng hết, mà họ loạn lên họ lấy bắn lung tung hết á, thì chúng tôi nghĩ là còn giết được. Bởi vì phải nói một điều là tất cả chúng ta ở trong cuộc sống đó, một cái bài học lớn nhất cho chúng ta là cái khả năng chấp nhận, khả năng nhìn sự việc từ một góc cạnh khác, cảm kích một cách khác. Chúng tôi nói chuyện đơn giản trong đời sống hàng ngày, người ta giận mình mà họ không nói chuyện chính mình, thì mình có thể nói rằng kể ra họ cũng tốt, họ mới có im lặng thôi, chứ họ chưa chửi mình. Mà họ chửi mình cũng còn tốt, là chưa họ chưa dùng tới tay chân họ đánh mình. Thì cái đó không phải là chúng ta đi sai với sự thật, mà thật ra nó đúng đó, thưa quý vị. Và thật ra nó đúng. Tại vì sao vậy? Người ta giận mình họ mới chửi mình thôi, họ còn có thể giết mình chưa? Ngài Hữu Giác, Ngài nói rằng cái gì mà chúng ta còn có được không phải là chúng ta giỏi đâu, mà tại vì người khác chưa muốn lấy thôi. Cái mạng mình cũng vậy, người ta chưa giết mình không phải là mình hay đâu. Mình nghĩ mình giỏi, mình sống tới giờ phải, tại người ta chưa muốn giết mình thôi. Và khi mà ở trong cuộc sống, nếu có ai đó mà họ chửi mình, thì mình nên tham dẫn, mình nghĩ rằng lẽ ra họ còn đánh mình nữa, mà họ chưa đánh họ mới có, họ mới chửi mình thôi. Không phải là mình lạc quan tếu, ở đây không có chuyện lạc quan tếu, mà đó là một thực tại, một thực tại. Chúng ta nên chiêm nghiệm điều này trong đời sống hàng ngày của mình. Rất thường vì chúng ta đụng chạm với nhau là do chúng ta nhìn từ một cảnh khác, chúng ta nhìn từ một cái phương diện khác. Nhưng mà nếu chúng ta cố gắng để hiểu lời của Phật dạy, và ở đây hiểu trong cái cung cách của tôn giả Buddha để xử việc, thì chúng ta sẽ thấy rằng Ngài đã có một cái nhìn rất là khác biệt từ một góc cạnh khác, và do vậy Ngài có thể tham nhận được. Và Đức Phật Ngài đã khen, Ngài đã khen rằng nếu này lần thai này Buddha, con có thể sống trong nước Sunaparanta, con có đầy đủ sự giúp phục và an định này, này Buddha, con hãy làm những gì chỉ là hợp thời. Tức là Ngài có thể có sẵn sàng lên đường rồi đó, thì trở về cố hương. Thì ở đây Đức Phật Ngài dạy rằng một cái người có khả năng giúp và an tịnh thì có khả năng vượt qua, có khả năng làm được việc, có khả năng sống sót. Như vậy thì lời dạy này của Đức Phật cho thấy rằng sự an định làm cho chúng ta có khả năng kham nhẫn, và sự kham nhẫn nó có khả năng làm sống sự an tịnh. Điểm này đôi khi nó làm cho chúng ta khó suy nghĩ. Ở trong ngôn ngữ của người Mỹ, thưa quý vị, họ có một cái thành ngữ rất là thú vị, nó gọi là catch 22, tức là những cái nghịch lý. Đó là một điều nghịch lý. That is the Catch 22. Catch 22 là tên một cái tác phẩm của một nhà văn. Chúng tôi lấy ví dụ như là người ta nói nếu bạn vui vẻ, nếu tinh thần của bạn vui vẻ thì cái năng suất làm việc của bạn nó sẽ cao. Mà năng suất làm việc của bạn cao, bạn sẽ kiếm được nhiều tiền. Và khi bạn kiếm nhiều tiền thì tinh thần của bạn sẽ vẻ. Cái này chúng ta nói thì ông là kỳ giống, là ông kỳ đà trái các ké mẹ kỳ giống đó. Thì bây giờ người ta đặt mình nói cái nào cũng có lý đó. Tinh thần vui vẻ thì mình làm việc có năng suất cao, đúng. Năng suất cao thì mình tạo ra tiền là đúng, mà làm ra nhiều tiền thì mình sẽ vui vẻ. Nhưng mà bây giờ mình chưa tạo ra nhiều tiền, mình cũng làm sao để vui vẻ. Đó là một bệnh lý. Thật ra thì ở tại đây đôi khi chúng ta cũng vật lộn với nghịch lý này,
là một người có đủ sự kham nhẫn và an tịnh đó, thì người đó, một người có đủ sự an định sẽ kham nhẫn được, và kham nhẫn được tạo sự an tịnh. Nhưng mà trước khi có sự an định làm sao không kham nhẫn được, không an định sao kham nhẫn được. Tuy nhiên cái lý mà chúng ta sẽ thực hành được, chúng ta sẽ làm được, chúng ta hãy thử, hãy tập sống. Chúng tôi nhớ rằng nhiều năm, mấy mươi năm về trước á, chắc cũng 40 năm về trước, chúng tôi đọc một tác phẩm của cụ Nguyễn Lê Dịch, chúng tôi rất là thích. Có một cái câu gọi là chấp nhận cuộc đời. Cái tượng sách chúng tôi không nhớ được, bây giờ có ai có quyển sách hay không, chấp nhận cuộc đời. Ở trong quyển sách này cũng dạy chúng ta về một cái thái độ sống, là thay vì lúc nào cũng giận dữ, cũng phản đối. Chúng ta nhớ hiện nay đó, xã hội Mỹ và cộng đồng Việt Nam ở tại Mỹ đang rơi vào ở trong một trường hợp. Mà trường hợp đó nó sẽ để lại một cái hệ quả về lâu dài. Đó là luôn luôn nhìn mọi việc một cách rất gay gắt. Dạ, rất gay gắt. Cái nhìn gay gắt này đó, nó dẫn đến sự phân hóa, dẫn đến đổ vỡ. Chúng tôi sống bao nhiêu năm ở tại Mỹ, thưa quý vị, là cái cộng đồng Việt Nam chúng ta luôn luôn là sống bằng một cái bản chất là dùng một hình ảnh nào của quá khứ đó để tạo ra sự phân hóa hiện tại. Mà người ta không có nghĩ ra cái cách để mang mọi người lại với nhau. Và chúng tôi lấy ví dụ là ở trong quá khứ là thời 63 là có một cái cuộc pháp nạn trong Phật giáo và có cuộc vận động bình đẳng tôn giáo. Như ở tại Mỹ này đó, người ta luôn luôn đem hình ảnh Ngô Đình Diệm ra, tổng thống Ngô Đình Diệm ra để làm một cái cớ để đào cái hố sâu. Mình khoan nói chuyện đúng sai phải quấy của lịch sử đi, mà cái chuyện quan trọng là làm thế nào mà mình đừng lấy cái quá khứ để trở thành một cái hố sâu trở thành hiện tại, thì người ta không làm. Ở tại Mỹ cũng vậy, người ta cố gắng để hô hào là chánh nghĩa. Chúng tôi nói thật sự quý vị là chúng ta sẽ rất là ngây thơ, rất là ngây thơ khi mà chúng ta nghĩ rằng chánh nghĩa nó thuộc về cái nhãn hiệu của đảng phái Đảng Dân Chủ, chánh nghĩa đang cầu hòa chánh nghĩa. Đó là chuyện ngây thơ nhất mà người Việt Nam chúng ta có bây giờ. Chính trị là chính trị, thời nào chính trị họ cũng có co giảng người này và người kia hết. Nhưng mà chúng ta lấy những điều đó làm một sự gai gắt, là một sự chống đối, là một sự phẫn nộ. Và rồi về chủng tộc cũng vậy, rồi mai mốt về kinh tế cũng vậy. Một vấn đề mà nước Mỹ đang phải đối diện đó, đó là cái hố sâu của người giàu và người nghèo càng ngày càng lớn. Thì giàu thì càng nên giàu hơn, nghèo trở nên nghèo hơn. Và cái hố sâu đó đó, nó sẽ tạo ra những cái bạo loạn của xã hội. Vì vậy đó, điều mà có thể cứu vãn được tất cả chúng ta, đó là cái nhìn ôn hòa, bớt hận thù. Một cái nhìn khoan đã, làm sao cho mình đừng có hằn học với nhau, đừng chống đối với nhau. Và trước nhất bản thân của chúng ta là nhìn đủ sự kham nhẫn và an tịnh. Cái này cái khó, khó không phải dễ. Nếu Ngài Puna mà Ngài đối với người Surambanta về cái bản chất như vậy, về cái tính tình như vậy, mà Ngài phẫn nộ, Ngài bực bội, Ngài chửi bới, thì Ngài không làm được việc này. Cái gì mà Ngài làm được đó là do Ngài nhìn ở từ một góc nhìn khác biệt. Chúng ta sẽ rơi vào ở trong một cái thảm họa. Dĩ nhiên ai cũng coi thường chuyện này hết. Nhưng mà những cái hận thù, những kinh chống và những thái độ cực đoan, có anh không có tôi, và tôi phải anh quấy, anh nhất định là phải quấy, tôi nhất định là phải, là đúng 100%, thì nó sẽ tạo ra sự nghiệt ngã cho tất cả chúng ta luôn luôn. Đây là một điểm rất khó. Lành thay này Buna, con có thể sống trong xứ Sudabranta khi con có đầy đủ sự nhiếp phục và an tịnh. Này Buna, con hãy làm những gì con nghĩ là hợp thời. Đó là lời dạy của Đức Phật. Thì thưa quý vị, ở trong đoạn kết đó, cho chúng ta một cái kết thúc rất là đẹp. Quý Phật tử nào mà thường thích bộ phim Happy Ending thì ở đây là một câu chuyện Happy Ending. Nghĩa là Ngài Buna
mặc dù lớn tuổi hành trình xa, mặc dù là một vị tỳ kheo mới có nhập hạ mùa an cư đầu tiên, mùa an cư đầu tiên tại chính quê hương của mình, nhưng mà ở trong mùa an cư đó thì ngài Vô Nát, ngài đã ở đây, họ ở đây trong bản kinh dịch là là cảm hóa được 500 nam nữ cư sĩ. Chúng tôi nhắc lại quý vị là ở trong tiếng Phạn đó, cái chuyện 500 hay là 84.000 là một hư số, một con số không phải chính xác như vậy, mà ở đây đó là hàng trăm người, hàng trăm người, rất là nhiều người đã quy ngưỡng với ngài. Và ở trong cuối mùa an cư đó thì hai sự việc đó là ngài đã chứng quả A-la-hán với Tam Minh, với Tam Minh tức là với Túc Mạng Minh, Sanh Tử Minh và Long Tử Minh, đồng thời ngài cũng viên tịch Niết Bàn. Thì sau đó thì các vị tỳ kheo khi được biết về sự ra đi, cái chết của Tôn giả Bồ Tát thì đến hỏi Đức Phật. Thì Đức Phật ngài dạy rằng thiện nam tử Bồ Tát là bậc hiền trí, vì ấy thực hành pháp và tuy pháp. Cái câu này chúng tôi muốn sau này quý vị có thể sửa lại dùng. Chúng tôi không thích bản dịch của câu này là vì ấy không phiền nhiễu ta với những câu hỏi về pháp. Cái câu mà là phiền nhiễu Đức Phật là hay làm cho Đức Phật làm cho ta phải phiền toái vì những câu hỏi, cái câu đấy không có đúng theo cái văn phong ở trong chánh tạng đâu. Dạ, vì ấy đã không làm mệt nhọc cho ta, hay là vì ấy không làm cho ta vất vả với những cái câu hỏi về pháp, tức là hỏi một lần giải là xong. Dạ. Và này các tỳ kheo, thiện nam tử Bồ Tát đã viên tịch Niết Bàn. Dạ, một cái hình ảnh rất là đẹp. Và cho đến ngày hôm nay thì câu chuyện ngày Bồ Tát, như chúng tôi nói với vị rằng có những đệ tử Phật rất lớn như là ngài Kiều Trần Như, hay là có những đệ tử Phật rất là thông tuệ như là ngài Mataliputta, nhưng mà rồi không có được nhắc nhiều như là ngài Bồ Tát hay ngài Angulimala hay là ngài Sivali. Tại vì đời sống các có cái kịch tính, có nhiều kịch tính, và tại những kịch tính mà các ngài để là những hình ảnh mà tạo cái nguồn cảm hứng với nhiều người, do đây được nhắc rất là nhiều cho đến ngày hôm nay, kể cả tất cả các truyền thông. Thưa quý vị, hôm nay thì chúng tôi quán chuyển cho Thượng Tọa Từ Siêu. Ngày mai này thì nếu Thượng Tọa Từ Siêu khỏe thì Thượng Tọa sẽ giảng bài ngày thứ hai. Và không biết Thượng Tọa khỏe không, nếu Thượng Tọa không khỏe chắc cũng sẽ được viết Thượng Tọa thêm ngày nữa. Thường á, mấy vị Phật tử mà thấy lúc nào chúng tôi nói chuyện nhiều đó là chúng tôi là thường vào những ngày lễ, ngày rằm 30, đa số chư tăng bận cái pháp đó đi. Chư tăng Việt Nam là việc cả ngày thì mệt. Ở bên Mỹ thì có cái lợi điểm như vậy là chúng tôi thường làm việc vào buổi sáng sớm, ngủ một giấc trước dậy rất là khỏe, làm việc thì khỏe hơn chư tăng ở Việt Nam. Như Thượng Tọa Từ Siêu quý vị biết là nếu mà ở Việt Nam mà Thượng Tọa giảng buổi sáng chắc Thượng Tọa khỏe hơn nhiều. Ở đây đi cả ngày, làm việc cả ngày rồi trở về rồi lại phải giảng buổi tối, nhiều khi nó mệt lắm. Bây giờ thì kết thúc bài nói chuyện hôm nay tại đây về kinh Giáo Giới Phú Lâu Na. Quý vị để chúng tôi xem thử coi có chư tăng vị nào ở trong room, và có thường chắc là Thượng Tọa Từ Siêu không có, Thượng Tọa Pháp Đăng đây, Thượng Tọa Pháp Đăng có mặt ở trước máy không? Nếu Thượng Tọa Từ Siêu hay Thượng Pháp Đăng có mặt ở trước máy, xin quý ngài khoan hỷ nói cho vài lời trong lúc soạn các câu thảo luận. Dạ, Thượng Tọa Từ Siêu không có. Dạ, kính thỉnh Thượng Tọa Pháp Đăng khoan hỷ nói cho vài lời trong lúc soạn các câu thảo luận. Kính thỉnh Thượng Tọa.
tu tâm tập ở kinh thiền. Bởi vì cái một cái người tham nhẫn á, thì thường có cái tác ý, tuy rằng gặp cái nghịch cảnh, nhưng mà vị này nghĩ dù có hơn thế nữa thì mình cũng tham nhẫn. Nhiều khi chúng ta cũng nghe những câu chuyện mà Đức Phật Ngài kể là những cái kiếp mà Ngài làm đạo sĩ, như đạo sĩ Khanh Tý qua đi đó, thì Ngài thuyết pháp cho khi cung tần phi nữ đến, mà Ngài cũng vẫn thuyết pháp cho những cung tần phi nữ đó nghe, nhưng mà ngược lại Đức Vua lại cột băng trái với Ngài. Dù Đức Vua có đánh Ngài trăm ngàn roi trên thân da, nhưng mà Ngài cũng vẫn nói Đức Vua là cái tham nhẫn của Ngài nó không phải nằm ở da, nằm trong tâm đó. Thì quý vị thấy Vua này ổng cũng rất là giận dữ, ổng hành tiếp nữa. Có nghĩa là ổng lấy dao cắt lỗ tai, rồi Ngài cũng vẫn nói không phải là cái sự tham nhẫn nằm ở lỗ tai, rồi ổng chặt hai tay của Ngài, rồi Ngài nói cũng tham nhẫn không phải nằm ở cái tai, rồi ông chặt cái chân Ngài, rồi cuối cùng đạp lên ngực Ngài rồi ông bỏ ông đi. Thì quý vị thấy những cái câu chuyện đó, đó để chúng ta thấy rằng cũng như Ngài Buôn Ná, thì nếu mà Ngài nghe được cái câu chuyện mà Đức Phật Ngài kể về câu chuyện đạo sĩ Khanh Tý qua đi đó, và Ngài phân tách rằng nếu mà mình sân hận đó, thì nó lại tệ hại hơn. Mình sân đó, thì giống như hận thù, diệt hận thù, không đời này không thể có vậy. Từ bi diệt hận thù là định luật thiên thu. Chính vì như vậy nên khi mà chúng ta nghe những câu chuyện mà Đức Phật Ngài kể về Ngài thuyết giảng chánh pháp, đó là cái việc mà đúng đắn của một cái vị đạo sĩ. Nhưng mà vua thì lại muốn đem cái chuyện mà cái quy quyền thế lực của mình ra để mà đánh đập một cái vị tu sĩ không có sự phản chống, không có cái gì hết, nhưng mà vẫn hành hạ đánh đập dù vị đó nói như thế đó. Thì chúng ta thấy trong cuộc đời chúng ta đó, thật sự ra thì cái quan trái quán thù trong sự luân hồi thì chúng ta rất là nhiều. Quý vị thấy Đức Phật Ngài kể câu chuyện giữa Đức Phật đa kết quan trái đầu tiên là hai người đi buôn đồ cổ. Một người thì muốn chiếm đoạt cái mâm vàng của bà lão với đứa bé gái, một người thì thật lòng. Đó là Đức Phật, và cái người kia mất đi cái lợi tức của mình đó, đã hận thù Đức Bồ Tát, đứng ngay cái bờ sông mà tức mà dậm chân học máu thổ máu tươi ra. Vì người này muốn đoạt hết cái mâm vàng đó với một chút quà nhỏ nhoi để đưa cho bà già, đưa cho đứa bé đó. Nhưng mà Đức Bồ Tát thì Ngài lại thật thà, Ngài nói rằng hết cái xe hàng của Ngài đem đi cùng với tiền ở trong túi của Ngài cũng không đủ để mà mua cái mâm vàng này, nhưng mà nếu bà đồng ý thì bà cho tôi xin lại 8 đồng để đi đò qua bên kia đất liền. Thì quý vị nghe những cái câu chuyện đó, quý vị thấy rằng một cái người sống trong đời mình làm ăn thật thà thì cái người dối trá cũng kết quan trái với mình. Nên thường thường cũng không lạ gì mình theo cái tôn giáo là Phật giáo là một cái tôn giáo tuyệt vời, nhưng mình gặp những người theo những cái tôn giáo khủng bố, họ vẫn quán thù của mình. Bởi sự quán thù đó thì nó không ngoài con mắt của gì, không ngoài con mắt. Con mắt thấy rồi cái tưởng điên đảo. Một người thì thờ thánh Allah hay là cái thánh giá, một người thờ Phật như vậy. Thì do cái tưởng điên đảo đó, họ bị cái tâm điên đảo. Cái tâm điên đảo đồng nghĩa với kiến điên đảo. Là họ chấp chặt, họ cho họ là số một. Còn những người khác là cái đồ rác rưởi. Và họ là cái gì cao quý, cái gì là tự hào. Thành ra nhiều khi chúng ta cũng thấy dân tộc nào cũng vậy. Ở đâu nó cũng có những cái hệ lụy. Ví dụ chúng ta thấy người da trắng họ cũng vẫn coi họ là giống da thường, giống người thượng đẳng. Hay là cho đến bây giờ Đức Phật Ngài ra đời xứ Ấn Độ thì người Bà La Môn giáo họ cũng vẫn coi họ là cái giai cấp hay là cái dòng tộc số 1. Còn những cái dòng tộc khác là những nô lệ phải phục vụ cho họ. Thì trong khi Đức Phật Ngài thuyết về cái chánh pháp á, thì Ngài đã sang bằng cái giai cấp, và Ngài đã cho biết rằng cái giai cấp nào có cái đạo đức á, thì cũng vẫn ở trong cái giai cấp nào cũng vậy, có đạo đức là điều là gọi là tốt. Tốt vì là theo pháp chứ không phải theo cái gia tộc. Vì gia tộc nào cũng có, con người thì phải có tâm, có mắt, có tai, có mũi, có miệng, có thân, có tâm, có như vậy. Nhưng mà khi tiếp xúc á, thì họ lại bị cái sự quen ở trong những cái
cái phong tục hay cái đời sống của họ đó, trong quá khứ của họ đó, thì họ có những cái tà kiến như vậy sanh khởi. Thì Đức Phật ngày chúng ta biết vậy để mình thấy rằng thật sự đó, mình tạo tội lỗi thì rất là nhiều quý vị. Mình tạo tội lỗi rất là nhiều. Rất là hạnh phúc khi mình gặp Đức Phật đó, mình tu tập để mình vượt qua được cái sự luân hồi. Trong sự vượt qua cái sự luân hồi đó thì không thể nào chúng ta tránh khỏi những cái quả báo mà trước đó chúng ta đã tạo. Quý vị thấy những người Mỹ, những người bất cứ ở đâu, những con người đó, họ cũng là chúng sanh. Mà chúng sanh thì gọi là chung, có danh mà sắc, có thân mà tâm, có mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, tâm. Thì chúng ta cũng là những chúng sanh, mà trước đó chúng ta cũng tạo những cái lỗi lầm. Nhưng mà nhờ chúng ta được hữu duyên, được nghe chánh pháp, nhờ cái duyên bồ đề, cái bồ đề giác ở trong tâm chúng ta, và chúng ta cũng đã biết tu tâm, biết phản tỉnh. Nên chính vì như vậy đó, nên mỗi khi mà chúng ta gặp những cái nghịch cảnh, chúng ta phải cố gắng chịu đựng. Chứ còn quý vị thấy hiện giờ cũng có nhiều người họ ở bên Mỹ đó, họ mà dùng súng để bảo tài sản. Những người mà tiến vào cái chỗ của họ đó thì họ sẽ bắn chết. Rồi bắn chết họ được cái gì? Chết họ cũng phải đi tù thôi. Chứ không phải là họ bắn chết người khác rồi là họ yên thân. Thành đây quý vị thấy rằng thật sự đời sống một cái cực kỳ khổ. Nên thường thường mình nghe mình cũng hiểu Đức Phật thì nói về cái phước vật chất thì dễ tạo, nhưng nó rất là nhiều cái nhiêu khê hệ lụy. Cái nhiêu khê hệ lụy là gì? Mình có của cải, tài sản rồi trộm cướp lấy. Mà trộm cướp là gì? Là người nào họ muốn đoạt tài sản mình họ đoạt. Có cơ hội thì họ đoạt, chứ không phải là trộm cướp. Nơi đây là chỉ cho cái người mà rình rập để lấy của chúng ta, mà tất cả con người nào. Thì chúng ta thấy cũng như cái cuộc bạo loạn vậy đó. Cái người Mỹ đen chết thì họ bạo loạn lên, họ biểu tình. Rồi cũng có nhiều người tùng vào biểu tình đó, trở thành những người cướp của. Nên quý vị thấy không, Đức Phật nói cái tài sản của mình có, nó có nhiều cái hệ lụy. Đó là trộm cướp lấy đi. Nhưng mà nếu mình bảo vệ nó được không? Cũng có thể bảo vệ nó được, nhưng mà cũng có thể không bảo vệ nó được. Vì mình không biết rằng lúc này đó, lúc này nếu mình khôn ngoan, mình đem mình cất mình giấu. Bởi vì mắt người ta thấy, bởi vì quý vị thấy mắt người ta thấy đó, người ta sẽ khởi lòng tham từ mắt. Nhưng mà nếu mình cất giấu đi, người ta không thấy được, cái đó cũng là một cái cách. Nên đây chúng tôi chỉ nói để quý vị thấy. Bởi vì khi mà cái phiền não nó sanh khởi đó, là mắt họ thấy, tâm họ không có thu thúc. Và khi mắt thấy khởi lòng tham lên như vậy đó, họ tìm cái cơ hội này, tìm cái cơ hội họ sang đoạt cái tài sản của mình. Dù mình trăm phương ngàn kế mình giữ, nhưng cũng không phải là giữ được đâu nếu mình hết phước. Rồi cái tài sản của mình có do sự bố thí Đức Phật này nó trộm cướp lấy, nhà vua thịt thâu, hoặc là nước thì cháy tài sản, lửa trôi, nước thì trôi tài sản, lửa cháy tài sản. Rồi những người thừa tự con gái của chúng ta trở thành hư hỏng. Nên thường thường ở trong đời nó có rất là lạ không chị? Quý vị thấy điều chúng tôi nói, quý vị thấy nè. Khi một người mà họ nghèo đó, họ làm ra có tài sản, nhưng mà tài sản có để làm gì? Họ hưởng thụ. Nên thường thường quý vị thấy những cái gia đình giàu đó, đàn ông họ tư tình với những người khác. Hoặc là chúng ta nghe nói những người mà họ giàu sang bên Trung Quốc, họ mua những cái niềm hên từ những đứa bé 13, 14 tuổi. Cái sự quan hệ đó họ cho là hên. Nên chính vì như vậy nó sanh ra biết bao nhiêu cái hệ lụy mà phá hoại tài sản đó. Nhưng mà tài sản nó ai phá? Chính là người thừa tự. Mà người đó có cả bản thân chúng ta trong đó. Nên quý vị thấy có nhiều gia đình đó, giàu sang lên rồi người vợ họ sanh ra cái sự hưởng thụ. Họ nghĩ là có tiền để làm gì thì phải xài. Họ xài bằng cách này cách kia, rất là nhiều cách để họ xài. Và chúng ta cũng vậy quý vị. Khi mà chúng ta làm nó có của cải rồi đó, có nhiều khi chúng ta là người thừa hưởng tài sản. Ở chỗ Phú Túc này chúng tôi cũng thấy một cái gia đình đó, cha mẹ chết rồi để tài sản rất là nhiều, mà hai đứa con trai và con gái này nó lại nghĩ một cái cách hưởng thụ tài sản. Hai đó đi du lịch hết cả thế giới. Cứ mỗi lần đi du lịch hai vợ chồng như vậy thì về mà
về mà hết tiền thì bán đất, bán cà phê, bán tiêu, bán cái gì mà cha mẹ để lại, bán xe, bán nhà, bán cửa, bán ruộng vườn, những cái mảnh đất mà cha mẹ mua nhiều đất, nhiều vườn thì cứ bán riết. Cuối cùng mà khi mà hai vợ chồng mà bình tâm trở lại đó, thì tài sản không còn, hai vợ chồng tự giận chết luôn. Quý vị biết rằng hai vợ chồng đó đó là cha mẹ để lại tài sản rất là nhiều. Nên nghĩ rằng bây giờ mình có tài sản, giờ hai vợ chồng mình con một trong gia đình, bây giờ lập gia đình để làm gì, để hưởng thụ tài sản đó. Và họ nghĩ đi hưởng thụ dục lạc bằng cái cách đi du lịch trên thế giới này. Và cuối cùng mà đi thiết như vậy đó, đến nỗi mà khánh kiệt cái tài sản và họ cũng tự dẫn họ chết luôn. Khi mà họ chết như vậy đó thì có rất là nhiều những cái sự bàn luận của người này, cái sự chỉ trích của người kia. Nhưng mà thật sự Đức Phật này nói chứ, con người chúng ta đó, cái nghiệp ác nó cũng từ tâm chúng ta. Nhưng mà cái tội lỗi nó cũng từ tâm của chúng ta, và những cái tài sản nó hết cũng từ tâm chúng ta. Nên khi một cái người mà có cái tâm suy nghĩ mà không chân chánh đó, thì khi có tài sản là họ hưởng thụ. Hoặc là thậm chí chúng ta thấy rằng nó có rất là nhiều những cái chuyện mà khi có tài sản rồi họ hưởng thụ, họ sanh ra, họ thụ động, ăn nằm nhiều rồi nhiều khi nó sanh ra chứng bệnh này, chứng bệnh kia. Nên thật lòng mà nói thì quý vị thấy những cái khổ đó nó có chứ không phải không có. Những cái khổ đó nó vẫn hiện hữu xung quanh chúng ta và trong con người chúng ta. Nên đó, mình tu tập được, mình kham nhẫn được đó, thì mình sẽ thấy được những cái lợi ích hơn. Mình chịu đựng được, mình làm được những cái thiện sự công đức, mình tu tập được, mình xả bỏ những cái tài sản bằng những cái việc làm thiện tích lũy mạnh mẽ để mình chứng ngộ niết bàn. Trong mình không dễ gì gặp được chánh pháp, không dễ gì thấm thía lời dạy của Đức Phật. Nhưng mà rồi mình thấm thía lời dạy của Đức Phật, mình buông bỏ cũng không phải dễ đâu. Mình không buông bỏ được cái tài sản nó nhiều quá đó, mình sanh ra hưởng thụ. Thì quý vị sẽ thấy rằng tự mình sẽ nghĩ rằng cách hưởng thụ này, hưởng thụ kia. Rồi trong cái sự hưởng thụ của mình có lành mạnh hay không, hay là mình tạo những cái ác nghiệp. Nên quý vị cũng không lạ gì những người mà Trung Quốc họ ăn thai nhi, cái thai nhi đó họ hầm thuốc bắc, họ ăn cho bổ để làm gì đó, hưởng dục lạc. Hay là họ ăn ốc khỉ trong những cái bữa tiệc xa hoa của họ, họ ăn những loại ốc khỉ. Thì quý vị nghĩ những điều đó từ đâu? Từ cái họ là có giàu sang, họ có của cải tài sản, và họ muốn hưởng thụ cái tài sản đó. Rồi họ đi ăn uống bằng cách như vậy, họ tìm những cái thú vui dục lạc bằng cách như vậy. Để chúng ta có một cái sự suy nghĩ nhiều về Phật Pháp, nó không phải là dễ. Cần phải có cái sự suy nghĩ về khi mình có của cải tài sản, mà Đức Phật nói rằng cái của cải tài sản nó cũng có nhiều cái hệ lụy. Trộm cướp lấy của mình, vua chúa tịch thâu của mình. Nên quý vị thấy có nhiều lúc đó, những cái thời kỳ mà loài người bị vua chúa tịch thâu đánh tư sản đó. Hay là giờ quý vị thấy những cái chủ nghĩa đó, họ có những cái chủ nghĩa mà họ có một cái tư tưởng là để giết hại người giàu để lấy cái của giàu để chia cho người nghèo. Và những cái chủ nghĩa đó nó cũng lan rộng bành trướng trong cái con người của chúng ta. Nhưng mà thật sự lắm người đó họ thấy sao? Tại vì họ nghèo khổ, hoặc là họ ăn chơi hư hỏng, họ thiếu thốn, bây giờ họ sanh ra những cái tư tưởng như vậy, rồi họ hùa theo một phe để họ giết những người giàu. Họ giết những người giàu để họ hoạch những cái tài sản đó. Thì quý vị thấy những cái chủ nghĩa, những cái đường lối chủ nghĩa, nó chỉ là những cái suy nghĩ mà nghĩa là cái tạo những cái ác nghiệp. Chỉ có khi nào chúng ta là người tu tập Phật Pháp đó, chúng ta mới thấy rằng cái của cải của mình có, nó sẽ sanh ra hệ lụy. Là tất cả mọi người ai cũng cướp đoạt tài sản của mình, chứ không phải là trộm cướp. Trộm cướp mình nói theo cái từ ngữ, nhưng mà thật sự cái trộm cướp là trong tâm con người, mà tâm người ta khởi lên lòng tham, người ta nhìn của mình ta muốn lấy thôi, mình cho là cái người đó lấy của thì mình gọi là trộm cắp. Nói như vậy thì chúng ta thấy rằng cái đó là một cái khái niệm mình gọi là để chỉ cho một danh sắc của chúng sanh. Khi mà danh sắc của chúng sanh mà mắt họ nhìn thấy tài sản của mình thì họ muốn chiếm đoạt. Mà hễ người nào có tâm muốn chiếm đoạt mà họ chiếm đoạt cũng đều gọi là trộm cắp hết. Thì chúng ta hiểu như vậy thì chúng ta mới thấy cái nỗi khổ nó bao vây chúng ta, thật sự nó bao vây chúng ta, nỗi khổ xung quanh. Nên giờ nhiều khi quý vị thấy bên Mỹ cũng đâu phải là bình an,
Nếu mà một chuyện một người da đen bị người ta, bị cảnh sát đè chết cũng nổi loạn lên vậy. Và nổi loạn như vậy nó đi cướp của. Mình sống ở đâu mình thấy cũng khổ, nhìn trăm phương ngàn phía mình cũng thấy khổ. Vì Đức Phật thì tuyên bố hệ có của cải thì mình sẽ có khổ thôi. Cái hệ lụy của cải nó mang lại như vậy. Nên người Phật tử khi mà mình biết được như vậy đó, mình mới thấy rằng thật sự để mình thoát ly luân hồi là điều thật sự là khó. Những cái ràng buộc xung quanh đó mình có thấy được hay không? Nếu mình thấy được đó, thì mình mới dụng tâm mình để mình tạo những cái công đức, dụng tâm để mình thoát ly cái sự luân hồi. Thôi thì con cũng nói vài lời khi Thượng Tọa Nhất Đẳng soạn câu thảo luận. Bây giờ thì con thấy Thượng Tọa có câu thảo luận rồi. Thôi thì bây giờ con xin gửi mic cho Thượng Tọa để Thượng Tọa điều hợp. Sao thưa quý trình Thượng Tọa Pháp Đăng? Thấy có nước chùa vị giác, không biết là Thượng Tọa Từ Siêu có mặt ở trước máy không? Nếu Thượng Tọa giờ vật. Mà Thượng Tọa Từ Siêu, người ta nói thường thường á, những người thông minh lanh lẹ đó là những người thiếu kiên nhẫn, và những người đồng tánh đó, mà kiên nhẫn thường là những người không có nhậm lẹ lắm. Điều đó có đúng hay không? Và ở trong trường hợp này, chúng ta nói ngày Bun Nát là người có sự tham nhẫn là do ngày khéo suy nghĩ hay như lý tác ý. Thì cái như lý tác ý trong đạo Phật gọi là một thứ trí tuệ. Thì muốn hỏi ý kiến từ đạo Từ Siêu là phải là những người mà thông minh, có nhiều cái kiến văn học nhiều hiểu rộng, đa phần là họ ít có kiên nhẫn, cái tính họ họ không có kiên nhẫn nhiều hơn là những người bình thường, có phải như vậy không? Kính thỉnh thưa rồi. Nam mô Bụt Thầy. Kính lễ Đức Phật, kính lễ Gia Pháp, kính lễ Chư Tăng. Kính bạch Chư Tôn Đức, kính thưa quý Phật tử. Chúng ta không có cái cơ sở để chúng ta có thể nói rằng những người thông minh thường ít có kiên nhẫn. Bởi vì ở đây, tại sao chúng tôi nói điều đó? Là bởi vì cái người có sự kiên nhẫn được là người có cái trí tuệ hiểu thấu đáo. Thì như vậy không thể nào mà chúng ta nói cái người không thông minh là cái người có sự kiên nhẫn, hoặc là cái người thông minh là người ít có cái sự kiên nhẫn. Ở đây thưa quý vị, có những nhà khoa học họ là người trí, là người rất thông minh, cho nên nếu họ không thông minh, không có trí tuệ thì sao họ là những nhà khoa học ở trong cái phòng thí nghiệm được? Và trong khi đó thì những nhà khoa học này lại là người có sự kiên nhẫn nhiều hơn chúng ta. Họ có thể ngồi hàng giờ hoặc một buổi suốt cả ngày ở trong cái phòng giam mình, ở trong cái phòng thí nghiệm. Đó là cái mẫu người thông minh mà có đủ sự kiên nhẫn. Cho nên chúng không thể nói theo cách chiều cái sự kiên nhẫn đó là không phải hoàn toàn chính xác.
Ngài Sariputta là bậc đại trí tuệ, mà nếu nói đến cái sự kiên nhẫn thì không ai bằng Ngài, hoặc là có những cái tấm gương về cái sự kiên nhẫn của Ngài rất đáng để cho chúng ta noi theo. Một lần Ngài đi khất thực, một vị Bà La Môn muốn thử xem coi vị này có kham nhẫn được hay không, như người ta đồn đại. Ông ta đi sau lưng ông ta vung cú đấm mạnh ở trên lưng của tôn giả Sariputta. Ngài vẫn bình thản bước đi. Thì dân chúng ở chung quanh đó, họ chứng kiến cái cảnh mà một Bà La Môn vô cớ mà đánh một vị sa môn, cả kính như vậy, thì họ ồn ào và họ vây người Bà La Môn đó. Họ la hét chửi mắng Bà La Môn đó, và họ tính đánh Bà La Môn đó. Lúc đó nghe ồn ào, Ngài Sariputta, Ngài mới xoay lại, Ngài hỏi: cái gì mà ồn ào vậy? Thì mọi người mới nói rằng khi nãy Bà La Môn này vô duy vô cớ đánh Ngài, cho nên quần chúng phẫn nộ, rất là công phẫn với cái hành động đó. Thì Ngài Sariputta nói rằng là ông ta, ông Bà La Môn ấy đánh ta hay là đánh các ngươi? Nó về đánh Ngài, nó đánh Ngài. Nếu mà đánh ta thì cái chuyện đó để ta với Bà La Môn đó giải quyết, chứ các ngươi đừng có can dự vào chi. Với cái thái độ tham nhận đặc biệt của Ngài Xá Lợi Phất khiến cho Bà La Môn đó hối hận, và ông ta đến đảnh lễ tôn giả Sariputta và xin sám hối vì cái hành động thiếu ý thức đó. Hoặc như trường hợp chúng ta thấy Ngài Bun Nát, một vị tỳ kheo mà trong kiếp hiện tại Ngài đã chứng được ba minh, tức là đắc quả A-la-hán, thì như vậy Ngài phải là một người rất là thông minh. Chúng ta nghe giáo giới mà Đức Phật thuyết cho Ngài Bồ Đá lúc ban đầu, khi Ngài Bồ Đá đến đảnh lễ Đức Phật xin Đức Thế Tôn thuyết pháp cho con nghe, sau khi nghe pháp xong con sẽ thực hành theo cái đó. Và Đức Phật Ngài thuyết cho nghe thời pháp. Chắc hẳn khi nãy quý vị có nghe đọc cái bài đó, quý vị thấy những cái pháp đặc biệt như vậy, nếu như một người không có trí tuệ thì không thể hiểu được đâu. Thì khi mà Đức Phật hỏi dân Sunabharata rất là hung ác, nếu mà họ mắng chửi ngươi, ngươi sẽ nghĩ sao? Và Đức Thế Tôn, con sẽ nghĩ dân xứ này cũng còn tốt, chỉ mắng chửi chứ không có đánh đập đâu. Ngài suy nghĩ khéo như vậy cho nên ngài có phiền. Rồi Đức Thế Tôn mà hỏi tiếp là nếu mà họ đánh đập ngươi, ngươi sẽ nghĩ sao? Và Đức Thế Tôn có nghĩ dù sao đi nữa họ cũng còn tốt, vì họ chỉ họ đánh chứ họ không có giết,
Và cuối cùng thì Đức Phật Ngài hỏi: nếu dân Sunabharata dùng dao sắc bén đoạt hại mạng sống ông, thời ông nghĩ như thế nào? Bạch Đức Thế Tôn, cô sẽ nghĩ như sao? Có những đệ tử của Đức Thế Tôn ưu phiền và nhàm chán thân thể này, nhàm chán thân thể và sinh mạng, đi tìm con dao để tự sát. Nay ta khỏi cần đi tìm mà cũng đã được con dao ấy, cô sẽ nghĩ như vậy. Thì Đức Thế Tôn gần mới khen: lần thai này Bình Nát, ông có thể sống trong xứ Sunabharata khi ông có được, có đầy đủ sự nhiếp phục vạn tịnh này. Thì ở đây chúng ta chỉ có thể nói cái này nè. Chỉ có người khờ là mới im lặng khi mà bị người ta hiếp đáp. Khi hiếp đáp, nó im lặng, nó không có chống trả được, đó là vì nó khờ. Nhưng mà đối với người thông minh đó, thì không phải là họ im lặng vì khờ, mà là vì họ có trí tuệ khéo suy nghĩ, họ mới có sự tham nhẫn được. Cái đó là cái sự tham nhẫn cao thượng. Cho nên quan điểm mà người ta nói rằng người thông minh thường là ít khi chấn, cái điều này chúng tôi không có hoàn toàn đồng ý. Nếu như mà người quá thông minh lanh lẹ, nhưng mà cái lanh lẹ của họ là lanh lẹ trong cái việc mà ứng đối, thì người này có thể là họ gặp chuyện trái nghịch lòng, họ khó có khả nhận được. Chúng ta nói có thể thôi. Cũng có hạng người thông minh mà họ gặp hoàn cảnh trái nghịch lòng, họ tham nhẫn được, họ kiên nhẫn được. Cũng có hạn khờ khạo, khi mà họ bị dấp phải những hoàn cảnh nghịch lòng thì họ trở nên giận dữ và họ thiếu cái sự kiên nhẫn. Và cái hạng thứ tư là ở những hạng cờ cạo, khi mà gặp cái cảnh người ta hiếp đáp, nó vẫn giữ im lặng được. Thì như vậy trong trường hợp này chúng ta phải nói ở bốn khía cạnh, bốn con người, chứ không thể nào chúng ta đưa ra một khía cạnh nó bị khiếm diện. Đưa một khía cạnh là thường thì những người thông minh là những người ít có sự kiên nhẫn. Chúng ta nói vậy chúng ta bị bỏ ngỏ ở một khía cạnh khác. Như chúng tôi đã dẫn chứng khi nãy, thì những bậc mà có sự kham nhẫn được, mà kham nhẫn đúng nghĩa, thì đó là những bậc có trí tuệ, họ hiểu, biết cái sự thật, họ mới có một cái ý chí để họ kham nhẫn chịu đựng. Chúng tôi xin được trả lời cái câu hỏi của Thượng Tọa Giáo Đẳng như vậy. Nam mô Bổn Thầy.
ta thuộc cái kinh từ tòa tiểu siêu. Mình chỉ đọc đức và chú ý Phật tử có một điều đó là nghịch lý, đó là những người rất kiên nhẫn thì làm giàu, nhưng mà những cái xã hội giàu có thì người ta không có kiên nhẫn nhiều. Ở một số phương diện, lấy ví dụ như nước Mỹ nhé, nước Mỹ là một quốc gia khuôn đồ của mình, nhưng mà họ nói nếu người Mỹ họ tham dự một cuộc chiến nào mà gọi là trường kỳ, thường người Mỹ đều thua hết, tại người Mỹ không có kiên nhẫn về việc đó. Thì đó cũng là một điểm chung mà chúng ta cần, mà chúng ta cũng cần suy gẫm. Và bây giờ thì để đến thượng tọa tự quyền, thượng tọa tự quyền có chiếc máy và thượng tọa nghe được không? Nếu thượng tọa tự quyền nghe được, thì thượng tọa chia sẻ với một vài sĩ, với đại chúng trong bài học ngày hôm nay. Thượng tọa tự quyền như không? Dạ, thượng tọa tự quyền ấy, ngày Bun Ná khi mà Đức Phật hỏi rằng nếu người ta chửi con nghĩ sao? Nó ngài nói rằng con nghĩ là họ còn rất tốt, bởi vì họ mới chửi chưa đánh mình. Thì chúng ta gọi cái nhìn đó, cái nhìn tích cực, nhưng mà nhìn như vậy có phải là nhìn lạc quan không? Và theo thiền tọa thì người nghĩ cái nhìn tích cực nó có hẳn là lạc quan, hay là cái nhìn lạc quan có hẳn là tích cực không? Cái thỉnh thiền tọa. Nam mô Bổn Thầy, Nam mô Tham Ma, Nam mô Sang Khai. Chúng con kính lễ đến Đức Phật Giáo Pháp và chúng tăng kính lễ đến Sư Phụ Thích Siêu, Tổng Tổ Nhất Đảng, Tổng Pháp Đăng, Tổng Minh Hành, Đại Đức Pháp Tính, Đại Đức Tự Tri, Đại Đức Tịnh Đại, Đại Sư Nguyên Thông cùng Sư Tăng Đăng hiện diện. Thân chào đến quý tu nữ cùng Sư Phật tử. Bây giờ kính bạch quý ngài, kính thưa quý vị, có thể nói rằng ở đây cái sự tích cực của ngài Bổn Thầy, nó có một cái nhìn mà chúng ta có thể nói rằng là chẳng những gọi là cái lạc quan hay là bi quan, mà không có nói cái lạc quan bi quan, mà ở đó nó có một cái phương hướng tâm nó rất là nhẹ nhàng, rất là thoải mái, sẵn sàng đón nhận. Chúng ta sẵn sàng đón nhận đó chính là một cái điều mà chúng ta biết rồi, nếu như người ta đánh tôi thì cũng chưa hại tôi, cũng chưa đến đó mà chặt tay giết chết tôi vân vân, thì đó chính là một cái nhìn mà hiểu biết được và chấp nhận được. Thì ở đây có giá trị tích cực đón nhận để mà thành tựu được cái mục đích của mình. Đây là một cái nhìn mà chúng ta không lấy, nếu mà chúng ta cho rằng đó là cái nhìn lạc quan thì sẽ nói là một cái nó sẽ rơi vào cái yếu tố tức là rồi sẽ có khi chúng ta sẽ buồn. Mà với cái giá trị của ngài Tích Cá, ngài Tích Nhân, ngài Bốn Ná, thì chúng ta thấy khi người ta chửi mình biết người ta chửi mình, và mình chuẩn bị cho người ta chửi mình chuẩn bị cho người ta đánh mình đón nhận cho người ta đón mình đón nhận cái người ta chửi mình đón nhận cái người ta đánh mình ngay cả đón nhận cái người ta giết mình. Thì ở đây có thể nói rằng cái nhìn tích cực đó nó vượt qua một cái lạc quan nữa, nó vượt qua một cái, nó trên một cái nhìn của hiểu biết, cái nhìn của cái sự tỉnh thức của một trí tuệ hết sức là cao cả. Bởi vì ngài biết thật sự chỉ là người ta chửi mình thôi, chứ người ta cũng chưa có làm hại mình. Đây cũng là một bài học cho tất cả chúng ta. Chúng ta chịu khó mất mát một chút xíu, bị người ta xem thường, bị người ta chửi, bị người ta mắng, nhưng sự thật ra nó cũng chả có tốn xu tan các bạn, mà do tại chính mình cảm thấy mình bị xúc phạm, mình cảm thấy mình bị mất mát, mình cảm thấy mình bị thiệt hại, và rơi vào một tinh thần bi quan, bị rơi một tinh thần tuyệt vọng, rơi một tinh thần của một người bị nạn, của một người bị hại, thì thế là chúng ta sẽ đau khổ. Còn nếu như mà người ta đón nhận mình, người ta đón chào mình, người ta sẵn sàng coi như là giúp đỡ và che chở cho mình, thì đó là một cái nhìn lạc quan. Cho nên vì vậy ngài Bốn Ná vượt qua có một cái nhìn tích cực và vượt qua cái lạc quan
của cái lạc quan, tức là đó chính là một sự đón nhận, đón nhận cho tất cả, đón nhận tất cả và chấp nhận tất cả, và để thành tựu cho những gì mà tâm ý muốn, ngài muốn tế độ cho dân chúng ở xứ Sunaparanta. Thì chúng ta thấy cái sự tu tập này nó đòi hỏi tất cả chúng ta phải có sự đón nhận. Này Atula, xưa và nay không ai được hoàn toàn được thương, không ai hoàn toàn bị ghét, cũng có người thương kẻ ghét. Xưa và nay không ai hoàn toàn. Chính Đức Phật ngài đã trả lời cho Ma Dương, thì Atula nói như vậy. Thì chúng ta thấy là một cái nhìn mà Đức Phật ngài cũng cảnh báo cho tất cả, nói cho Atula nghe cũng là nói cho tất cả nghe. Những chuyện mà chúng ta, người ta khen mình thì cũng có người khác chê mình, người mà vui với mình thì cũng có người khác, người mà thương mình cũng có người khác ghét mình, người mà tán thán mình thì cũng có người khác mạ lị mình, phỉ báng mình. Đó chính là một điều cũng không làm cái gì là lạ đâu. Và khi mà người đệ tử hiểu như vậy, biết như vậy, thì chúng ta nhìn về cuộc đời bằng một cái nhìn của nhân quả, bằng cái nhìn của long trôi, bằng cái nhìn của đến đi, bằng cái nhìn của tha thứ, hiểu biết và chấp nhận trong sự tỉnh thức, trong cái trí tuệ hết sức là cao cả. Dạ, đây chính là cái nhận định của chính con là như vậy. Con kính thưa tòa. Quay trở lại, nếu có điều gì cần bổ túc thì kính cung thỉnh ngài. Nam mô Phật Tha nha. Sa thu cái thiền thực tập thiền nguyện. Đại Đức Pháp Tính, Đại Đức Pháp Tính có mặt ở trước máy không? Đại Đức Tính ngày xưa nền giáo dục dạy chúng ta sống nên nhẫn nhịn, và ngày nay đó thì Đại Đức Pháp Tính có thấy cái khuynh hướng thay đổi, là người ta dạy con người nên ăn miếng trả miếng nhiều hơn nhẫn nhịn. Đại Đức Pháp Tính có nhận được điều này không? Xin thỉnh ý kiến của Đại Đức Pháp Tính. Nam mô Bụt Thầy Giả. Con xin thành kính đảnh lễ đến sư phụ Tề Siêu, thượng tọa Nhất Đẳng, thượng tọa Tề Quyền, thượng tọa Pháp Đăng, thượng Minh Hạnh cùng chư tôn Đức Tăng. Kính chào quý cô tu nữ cùng các vị thiện nam tín nữ. Qua câu hỏi thượng tọa vừa nêu lên, thì thật lòng nói, thì ngày xưa khi mình đi học, mình được cái nền giáo dục hay là cái sự trực tiếp của thầy cô giáo vừa dạy học mà vừa dạy mình về cái hành kham nhẫn, chịu khó, chịu khổ. Đối với những người nào mà theo chúng tôi biết được đó, vì tại vì chúng tôi sinh ra năm 1976, thành ra đi học đó thì được nhiều thầy cô giáo, mà những vị thầy cô giáo này là họ ảnh hưởng cái nền văn hóa của thờ Pháp, ngay cả cái chữ viết, những cái mẫu từ cũng được học từ thờ Pháp, hoặc là những thầy cô giáo ảnh hưởng cái nền văn hóa trước 1975. Thành ra quý vị biết rằng những thầy cô giáo đó, ngoài cái giờ dạy văn học, ngoài cái giờ dạy toán, còn lại một chút xíu thời gian, có nghĩa là một tiết học 45 phút, họ còn dành lại thời gian 5-7 để sinh, là mình phải thế nào, đối xử như thế nào với ông bà, với cha mẹ, rồi với những người làng xóm ở xung quanh, những người cao tuổi. Thường thường quý vị thấy rằng ngày xưa đó, cái chuyện mà giúp người, thí dụ như là cho nước uống nè, xách nước giùm nè, hoặc là dẫn người già băng qua đường,
Thì hồi xưa cái điều đó chúng ta thấy rất là nhiều quý vị. Và có nhiều khi chúng tôi coi lại những cái thước phim ở Sài Gòn ngày xưa, Sài Gòn ngày xưa đó, thì quý vị thấy rằng lúc đó, ở mình coi những cái thước phim đó, mình thấy những cô thiếu nữ mặc áo dài trắng, rồi đội nón lá, rồi có những người đàn ông thanh niên đạp những chiếc xích lô, rồi trên đường đi ở trên vỉa hè thì có những người thanh niên người ta bỏ áo vô quần, người ta ăn mặc mình nhìn rất là lịch sự quý vị. Và những cái hình ảnh mà người ta giúp đỡ cái người già, quý vị coi ở trong những cái thước phim mà Sài Gòn xưa đó, thì mình nhìn thấy những cái hình ảnh đó nó rất là đẹp. Thì phải nói rằng là thật sự trong những cái thời gian đó, khi mà chúng tôi đi học ở trường thì thầy cô giáo dạy như thế nào là thầy cô giáo làm như vậy, và rất là mẫu mực. Chúng tôi nhớ là cha mẹ của chúng tôi thì coi như là cứ lâu lâu một hai tháng đem 10 ký gạo thơm để mà tặng cho thầy cô giáo. Ngày xưa là chỉ có nhiêu đó thôi, và đổi lại cái là mình được dạy cái văn hóa, cái phép lịch sự hoặc là cái sự kham nhẫn rất là nhiều. Mà chính những người dạy đó, người ta sẽ làm mẫu mực, sẽ làm gương cho mình. Còn ngày hôm nay đó thì hầu như là ăn miếng trả miếng. Có nghĩa là ngày hôm nay thì nói về khía cạnh mà vật chất đó, thì giới trẻ ngày hôm nay, có nghĩa là những cái người mà những cái người bạn mà cấp sách đến trường như chúng tôi ngày xưa, họ được cái vật chất thì rất là đầy đủ, nhưng mà đối với cái tinh thần, cái sự mà siêng năng hoặc là cái sự mà tôn kính, cung kính, tôn trọng hoặc là kham nhẫn thì không được học cái đó như ngày xưa, không được học cái đó như ngày xưa ở trong cái học đường ngày hôm nay đó, hoặc là cái học về văn hóa ở trong ngày hôm nay nhé, thì phải nói rằng là xuống cấp rất là trầm trọng, rất là trầm trọng, nó không còn giống như ngày xưa nữa. Thành ra ở trong cái câu hỏi này đó thì cái sự nhẫn nhịn đó, ngày nay không còn nữa. Ngày nay không còn. Ngày hôm nay đó là như thế nào? Có nghĩa là mình biết được cái nguy hiểm đến với mình, cái nguy hiểm đến với mình thì mình đành phải rời xa chỗ đó, hoặc là mình đành phải im lặng thôi. Cái điều này nó khác với cái sự nhẫn nhịn quý vị. Cái điều này nó với cái sự nhẫn nhịn, chúng tôi dùng cái cụm từ là mình đành phải im lặng, đành phải chịu đựng, nó khác với cái nhẫn nhịn. Cái nhẫn nhịn á, là mình được học, mình được đào tạo từ cái môi trường văn hóa đàng hoàng, hoặc là từ đạo đức của người xưa, trong đó có những bậc thánh nhân để lại. Còn ngày hôm nay á, là mình tránh né hoặc là mình đành phải chịu thôi. Là tại sao? Là tại vì mình sợ nguy hiểm đến bản thân mình, hoặc là ảnh hưởng đến tâm môn, đến gia tộc, đến cái này kia đó. Thành ra mình đành phải mình nhịn thôi, chứ không phải là mình có một cái cách tu tập. Nhưng mà nếu tại sao mà chúng tôi dùng cái cụm từ là đành phải nhẫn nhịn, quý vị? Nếu mà có khả năng, có khả năng là mình sẽ phản kháng lại liền, có khả năng mình đủ, ví dụ như là mình đủ sức khỏe, đủ quyền lực, mình đủ những cái chi phần đó là mình sẽ phản kháng lại liền đó, thì nó khác với cái sự mà nhẫn nhịn. Nhẫn nhịn là mình còn thương người, mình còn thương người, rồi mình còn thương thầy tổ, thương gia tộc, thương này kia. Thành ra mình nhẫn nhịn để mà mình tu tập, giống như là tu tập mà kham nhẫn ba thánh nhân. Còn trong thời nay đó thì nếu mà người nào mà tốt lắm á, thì người ta đành cam chịu, rồi người ta quay lui hoặc là người ta tránh né thôi, chứ không có những văn hóa của nhẫn nhịn. Theo ở xã hội như mình học đó, thì trong cái câu hỏi này đó thì chúng con đưa ra cái quan niệm đó, là ngày xưa mình còn mình còn sống được cái văn hóa hoặc là được cái pháp mà nhẫn nhịn. Còn ở trong thời nay thì có nhiều khi là người ta chỉ cam chịu thôi, đành chịu thôi, chứ người ta không có những cái pháp mà nhẫn nhịn giống như cái người xưa.
Đây là những ý con xin được đóng góp qua cái câu hỏi mà Thượng Tọa Nhật Đản đã nêu. Bây giờ con xin thỉnh Thượng Tọa trở lại. Sao cũng chừng đại lý Phật tính. Sư Nguyên Thông ơi, Sư Nguyên Thông có ở trước máy và nghe được không? Dạ. Sư Nguyên Thông, chúng ta có câu thành ngữ là dừng quá mất không? Điều đó nó có nghĩa là khi mà chúng ta gặp cái việc mà bất bình thì chúng ta ít có khả năng vận dụng lý trí. Mà ở trong lúc đó, thì theo như bài kinh này chúng ta thấy rằng cái như lý đắc ý rất là quan trọng. Thì làm sao để có thể vận dụng được như lý đắc ý khi mà chúng ta đang phẫn nộ bất bình? Xin kính thỉnh Sư Nguyên Thông. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con là Nguyên Thông, con tuân lệnh Sư Phụ góp ý cho cái câu hỏi là mình làm thế nào mà để mình như lý tác ý khi mình đứng trước một cái hoàn cảnh mà mình đã nóng giận lên. Kính thưa Sư Phụ, vấn đề này là một vấn đề có thể nói là xảy đến hàng ngày cho tất cả chúng ta ở trần gian này. Và người mà có tu học mà hay là những người mà do những kiếp trước đã từng tu học thì họ sanh ra kiếp này thì họ có cái tánh điềm đạm và họ có một cái sự hiểu biết. Trong cái trường hợp thì con cũng gặp nhiều người ở trên trần gian này, họ dường như là ít khi bất bình điều gì có lẽ họ cũng gần như là buông xả được. Thì những người đó thưa Sư Phụ có chứ không phải không có, nhưng mà tương đối là ít. Và tất cả cái đó đều là cái quả báo dị thục của những cái thiện sự mà những người đó đã làm kiếp trước. Còn đối với chúng ta bây giờ đó, thì với câu hỏi số 4 này như là một cái điều kiện để mà chúng ta có dịp học tập để mà sử dụng trong những hoàn cảnh mà mình lỡ mình bất bình. Hồi nãy thì Sư Phụ có giảng dạy là cái ông Nguyễn Lê hay gì đó thì ông nói là mình hãy chấp nhận thế gian này, là bởi vì cái thế gian này là cái thế gian mà tất cả mọi sự là nó đã xảy ra. Và nhiều người đã có thể ví là cuộc sống là một cái trường đại học. Cuộc sống là một cái trường đại học mà chúng ta ở trong cuộc sống này là những cái sự việc nó xảy đến với mắt tai mũi lưỡi thân ý của chúng ta để cho chúng ta tu luyện. Người mà không biết tu luyện thì sẽ sân si hay là tham đắm. Tham đắm là khi mà những cảnh sắc là sắc thinh hương vị xuất phát mà đi vào cái mắt tai mũi lưỡi thân ý chúng ta mà chúng ta cảm thấy khả ý, khả lạc, khả hỷ thì yêu thương, cảm mến, thích thú. Và đó là làm cái điều như là cái bài học này giảng dạy là đó là cái đầu mối của sự đau khổ. Và tại sao là như mình yêu thương, mình thích thú nhưng mà cái đó sẽ không còn nữa bởi vì nay dày mai khác. Rồi thì mình đau khổ. Còn nhiều mình sân si tham đắm, rồi mình tham theo những cái ý muốn của mình đó thì mình làm những cái điều bất thiện pháp thì đưa mình vào cái địa ngục. Thì vì vậy cho nên cái câu hỏi này, câu hỏi số 4 này, làm thế nào để vận dụng được cái như lý trắc ý là như lý sumanaskara thì để cho chúng ta có những cái phản ứng đúng với chánh pháp. Mà người phản ứng đúng chánh pháp thì chúng ta là phải buông xả tất cả những gì mình cho là khả ý, khả lạc, khả hỷ hay là khả sân, khả si. Thì tất cả những cái đó thì cái người hành giả nhờ học tập Phật Pháp, nhờ có mặt trong rung này mà được cái câu hỏi số 4 này để cho chúng ta điều phục được cái tâm mình mà ta gọi là điều phục hay là gọi là buông xả. Khi mà mình bị tham đắm, mình cảm thấy mình thích thú, khả ý, khả lạc, khả hỷ hay là mình mà khả sân, khả ưu thì mình thấy rằng mình đã vướng vào cái đó thì phải hiểu biết như vậy và lần lần vận dụng cái ý lực của mình và tâm lực của mình để buông xả. Và được như vậy thì chúng ta mới xứng đáng là đệ tử của Thế Tôn, là cái người học Pháp. Và Thế Tôn đã nói một câu mà con cái câu là khiến cho con xúc động và cảm phục và kính mến Thế Tôn. Là Ngài nói rằng một cách cúng dường Thế Tôn, một cách cao thượng nhất là hành theo lời Ngài giảng dạy.
Và khi mà chúng ta hành theo người lời người giảng dạy thì chúng ta lần lần thấy ra chân lý và sống trong chân lý, và nhờ đó chúng ta có thể thoát khỏi cái khổ của trần gian này. Không nói về chứng quả mà chỉ nói về thế này thì chúng ta đã sống một cái cuộc đời thông dong tự tại, không bị phiền não bởi những cái tám cái ngọn gió đời làm cho chúng ta chao đảo. Vì vậy cho nên cái câu mà làm thế nào để vận dụng được như lý tác ý trong hoàn cảnh bất bình này, thì câu trả lời của con là nếu mà chúng ta là người Phật tử có mặt trong lúc này, nếu là chúng ta là những người tu sĩ có mặt trong lúc này, thì hãy thường xuyên chánh niệm tỉnh giác. Làm sao là thường xuyên chánh niệm tỉnh giác? Thì Đức Phật đã giảng dạy là Samatha và Vipassana. Mà khi chúng ta dùng Samatha là thiền chỉ hay thiền định, là tập trung tư tưởng vào một đối tượng nào đó mà Đức Phật giảng dạy là hơi thở đó, hay là xanh trắng đổi vàng, đất nước gió lửa, thì do cái sự mà tập trung hàng ngày thì cái định lực của chúng ta sẽ lần lần chốn nở. Mà trong những bài học trước sư phụ có giảng dạy là làm thế nào để đạt được cái gọi là vô gián định, tức là một cái định chúng ta liên lỉ, không có khẽ hở. Thì lúc đó mỗi một cái tâm nào nó xảy ra trong tâm ta thì cái người hành giả đang ở trong gian, trong cái vô gián định đó, thì cái người hành giả đó biết rằng một cái pháp mà nó nổi lên trong tâm của chúng ta là thiện hay ác. Cho nên Đức Phật giảng dạy nói rằng người nào sống 100 năm mà không thấy một pháp sanh diệt trong tâm của mình đó, thì không bằng một người chỉ sống này thôi mà họ thấy được cái tâm sanh diệt, một cái pháp sanh diệt trong tâm họ. Thì người mà thấy cái pháp sanh diệt trong tâm họ đó thì thiện pháp thì họ làm theo, mà ác bất thiện pháp thì họ trừ bỏ đi. Thì do đó khi mà họ thân quả mang chung lúc đó thì cái tâm họ sạch sẽ thì họ sẽ đi vào thiên giới, thiện giới, hay là trở lại trần gian này thì cũng phải ở những chủng tốt đẹp. Mà người mà sống 100 năm mà trong tâm họ chất chứa đầy ác bất thiện pháp thì khi họ thân quả mang chung thì họ sẽ đi vào địa ngục, và đó là điều chắc chắn. Vì vậy cho nên cái câu hỏi số 4 này của sư phụ đặt ra là không phải để cho chúng ta trả lời câu hỏi số 4 này, mà để chúng ta thấy được cái chân lý trên thế gian này mà nơi đó chúng ta đang sống. Mà chúng ta đang sống trong chân lý đó là gì? Trong chân lý đó có cái gọi là nhân quả, là causality. Thì cái này nó không phải là một quan tòa, mà nó là một cái điều mà ông quan tòa thì có thể tham nhũng, nhưng mà cái này là không có phải là ông quan tòa, mà đó là cái chân lý. Là người nào làm ác là phải được bị ác báo, người nào làm thiện thì sẽ được thiện báo, và đó là cái chân lý. Mà sở dĩ có những người mà làm thiện báo mà không thấy cái làm thiện sự mà không thấy cái thiện báo thì đó là bởi vì cái duyên nó chưa đủ. Vì vậy cho nên Đức Phật giảng dạy rằng chúng ta phải luôn luôn làm thiện để có những cái tư lương, để khi mà cái tư lương ta đầy đủ rồi thì chúng ta sẽ không có khổ sở hay khiếp sợ gì mà đi qua cái con sông Nại Hà, tức là cái cận tư nghiệp của chúng ta. Do đó chúng ta sẽ được an ổn và thảnh thơi, và biết rằng cái cuộc sống của chúng ta là cuộc sống miên viễn, chúng ta không thể nào mà mất đi. Chết tức là một cái sự thay đổi xác thân. Khi xác thân này già yếu thì bỏ đi xác thân già yếu này để lãnh được cái xác thân mới mẻ hay hơn. Mà cái xác thân đó là tùy theo cái thiện nghiệp mà chúng ta đã làm trần gian này. Kính thưa sư phụ, đối với cái câu hỏi số 4 này là chúng ta phải thường xuyên chánh niệm tỉnh giác, tức là tu tập hàng ngày, hàng giờ, hàng phút, hàng giây. Người nào mà chưa tập Samatha thì không thấy là thấy khó khăn để mà ngồi thiền, khó khăn để mà đạt được cái vô gián định. Nếu mà người học Samatha trì trí chừng 3 tháng, 4 tháng thì người đó sẽ được cái thường cận y duyên. Mà khi cái thường cận y duyên thì cái chánh định đó, cái vô gián định đó, nó thường trụ trong tâm của người hành giả đó, và do đó dễ dàng nhận thấy ác bất thiện pháp nổi trên trong tâm, và do đó biết được là thiện pháp hay là ác pháp, thiện pháp là làm theo và ác pháp là mình được khử đi. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa sư phụ, với câu hỏi số 4 này con có một vài ý kiến như vậy, xin được trao mã lại cho sư phụ để thỉnh mời sư phụ giảng giải thêm những điều con nói chưa được đúng. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, và con chân thành tri ân chư vị đã lắng tai nghe. Con thỉnh mời sư phụ tới La Mai. Sa thú sư trưởng, sư Nguyên Thông. Thưa Phật tử, đã hết chiều rồi, nhưng mà chúng tôi muốn chia sẻ với quý vị lời dạy của Ngài Tâm Cú Lu.
Sero ngài có đề cập đến bốn cái cách để tu tập nhẫn nại của ngài đó, mà chúng tôi nghĩ rằng rất là đẹp để chúng ta nhớ đó. Ngài khuyên đầu tiên đó là khi mình muốn tu tập nhẫn nại đó thì mình nên bắt đầu từ cái nhỏ trước rồi đến cái lớn sau. Ví dụ như là mình đừng có chờ đến những cái chuyện mà kinh thiên động địa mình mới tu hành nhẫn nại, mà mình nên thử tập nhẫn nại như là với trời nắng, trời mưa, với cái chuyện mà người ta dọn đồ ăn cho mình mà không có ngon, hay là người ta hẹn, người ta thất hứa vân vân, thì đừng có bực bội. Mình xem đó là những cơ hội nhẫn nại. Nó không phải chuyện lớn, nhưng mà mình tập, mình nói là mình hãy tập, mình tâm niệm là hay nên tập nhẫn nại với việc này, thì đó là lấy cái chuyện nhỏ, tập chuyện nhỏ trước tập chuyện lớn. Và ngài cũng khuyên rằng chúng ta nên tu tập nhẫn nại ở trong thời bình, rồi để có thể kham nhẫn trong thời chiến. Tức là khi mà cái chuyện đó chưa có xảy ra đó, thì chúng ta nên ý thức về cái sự tu tập nhẫn nại. Và bây giờ hơn là chờ giặc đến mới xây thành. Mỗi buổi sáng mình thức ra, mình thức dậy, nếu mà mình có được cái tâm niệm rằng mình sẽ cố học hành nhẫn nại hôm nay, thì cái tâm của mình hướng về cái những cái khả năng nào, trường hợp nào mà nó trái ý nghịch lòng mà trong ngày xảy ra mình sẽ tập hành nhẫn nại, thì điều đó là một điều rất là tốt. Ngài cũng khuyên rằng mình nên tập thương kính Đức Phật nhiều hơn là phẫn nộ với ma vương. Thương kính Đức Phật hơn là phẫn nộ với ma vương, tức là nếu mà chúng ta thường thương kính Đức Phật, tâm niệm về Đức Phật nhiều đó, mà với cái tâm an lạc thì nó vẫn là cách tốt hơn là chúng ta bực bội phẫn nộ với ma vương, tức là những cái chúng sanh quấy phá, quấy phá bản thân của mình. Và những điều đó nó làm cho chúng ta không có không có kiên nhẫn được. Và sau cùng thì ngài khuyên rằng mỗi lần chúng ta có lỡ lời hay chúng ta có nóng giận, hoặc giả là chúng ta có đi quá đáng trong sự bực bội, thì chúng ta nên có khả năng hồi quán, nhìn lại ngày hôm qua mình nói như vậy, coi có coi nó lợi thế nào, nó hại như thế nào, nói như vậy nó cho mình những hệ quả gì. Nếu mình nhìn lại thường xuyên như vậy đó, thì mình sẽ lâu ngày sau được hành nhẫn nại. Đó là vài điều mà ngài Tăng Bưu Lưu ngài dạy học trò, và chúng tôi có được cái may mắn được nghe ngài nói trong một cái pháp thoại. Bây giờ thì xin được kết thúc chương trình sinh hoạt hôm nay của trung Phật pháp của Đa Đa Ma. Kính trương chư vị giảng sư đã vào trung để thuyết giảng, để lễ quý ngài thân chào tạm biệt quý Phật tử, kính chúc tất cả một ngày an lành, một đêm an lành. Hẹn gặp lại trong chương trình ngày mai. Nam mô Bổn Sư. Nam mô Bổn Sư Sa Thú Lâm Thai. Con kính dân thần tài giác đẳng đã đúc kết cho chương trình học ngày hôm nay. Con rất nhiều việc thay mặt đại chúng trong room, chúng con kính tri ân chư tôn đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập. Họ mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm of xứng ông viên để yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chấm pháp nhiệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng. Nguyện công đức đã làm kết duyên lành giải thoát, nguyện hồi hướng chư thiên hàng thiện thần hộ pháp, nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tư công đức, nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bổn Sư. Thank you.
con xin hồi hướng phước lành là khắp cùng pháp giới chúng sanh rồi nhường mẹ cha thầy tổ thân nhân hiện tiền quá ban tròn phần phước duyên cầu xin hộ pháp chư thiên phát tâm hoan hỷ bao truyền gần xa cầu cho mưa thuận gió hòa pháp hưng thường kiện nhà nhà an khương chúng sanh ba cõi sao đường do nhờ thượng phẩm bảo tồn mạng cánh nghiệp lành từ cầu ý thân hóa thành phúc quả vị nhân tu sa phang su bang ca lang ca khan tu sa pa di va ta sa pa bu ta lu pa ve na so ti hon tu ni ron da rang ho tu sa phang su bang ca lang Kính thưa đại chúng, chương trình sinh hoạt hôm nay đến đây đã kết thúc. Ban điều hành trong Phật Pháp Brahma xin phép được đóng rung trong vài giây tới. Kính chào tạm biệt tất cả. Xin hẹn gặp lại quý vị ngày mai trong giờ thường lệ. Namo Buddhaya.